Các bạn, chào mừng các em đã có mặt trong buổi workshop ngày hôm nay. Các bạn ơi, hiện tại đã đến giờ học rồi và chị đã thấy ở đây có khoảng hơn 60 bạn đã có mặt. Con số này so với những bạn đã đăng ký thì vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Bởi vậy mà chúng mình sẽ đợi thêm khoảng 3 phút nữa các bạn nhé. Đến 8:05 thì chúng mình sẽ bắt đầu buổi workshop ngày hôm nay nha. Và trong lúc đó, bạn nào đã vào theo dõi rồi thì các em có thể gửi lời chào đến chị ở trong hộp chat của buổi học nha. Rồi, xin chào các em, xin chào các bạn. Chúng mình sẽ đợi thêm ít phút nữa để các bạn đã đăng ký buổi workshop ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nắm được lịch và chúng mình sẽ vào đông đủ hơn nha. Rồi, chị đang thấy có rất nhiều bạn đã bắt đầu tương tác, đã bắt đầu gửi lời chào tới chị trong buổi ngày hôm nay rồi. Chị xin chào bạn Ngọc Hân nhá. Rồi, chị xin chào bạn Hoa Hồng, xin chào bạn Thanh Thảo. Xin chào Thu Phương nha, xin chào Vân. Rồi, chị xin chào bạn Oanh nhá. Xin chào bạn Kim Anh. Xin chào bạn Thùy Linh. Chị thấy có bạn Tân Huyền này. Rồi, xin chào các bạn, xin chào bạn Diệu Ngọc. Xin chào tất cả các em nha, xin chào các bạn. Chúng mình sẽ đợi thêm một ít phút nữa nhé, bởi vì là các bạn mà đã đăng ký buổi workshop ngày hôm nay thì số lượng cũng khá là đông đấy. Và hiện tại là chị thấy chúng mình chưa có vào đầy đủ, nên là để các bạn sẽ không bị bỏ lỡ những nội dung quan trọng thì chúng mình đợi thêm một ít phút nữa thôi, được không? Trong lúc đó thì bạn nào đã vào học rồi, sau khi mà đã gửi lời chào tới chị thì các em có thể chuẩn bị vở ghi này, bút viết này, bởi vì là nội dung của buổi ngày hôm nay chúng mình cần có cái sự ghi chép lại, cần có cái sự lưu lại để chúng mình còn áp dụng trong quá trình chúng mình thi, trong quá trình chúng mình học nhá. Rồi, xin chào các em. Có nha, chị đang ghi lại buổi workshop ngày hôm nay rồi, có video để chúng mình có thể xem lại. Đó, thế nhưng mà chị vẫn khuyến khích và vẫn mong muốn là các bạn sẽ theo dõi đầy đủ này, có cái sự ghi chép cẩn thận. Bởi vì chúng mình nếu như mà biết rằng là có video ghi lại rồi thì đôi khi chúng mình lại hay chủ quan và hay ỷ lại, nghĩ rằng là mình có thể xem lại bất cứ lúc nào, nên những cái nội dung đáng ra cần phải lưu lại, cần phải thực hành thì chúng mình lại để dành ấy. Xong rồi điều đó khiến cho chất lượng của buổi học nó không được tốt, không được đạt hiệu quả tối đa. Nên là mặc dù có video ghi lại nhưng chị vẫn đề nghị tất cả các em là sẽ ghi chép bài đầy đủ và tích cực tương tác các bạn nhé. Chúng mình đợi thêm một ít phút nữa để các bạn vào học đông đủ hơn nha. Các bạn ơi, như vậy là thời điểm hiện tại đã có khá đông các bạn vào theo dõi rồi. Thế thì cho phép chị là sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Một lần nữa chị muốn gửi lời chào tới những bạn đã tham gia buổi ngày hôm nay.
Xin tự giới thiệu, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên và chị sẽ là người đồng hành cùng với các bạn ở trong buổi học này các em nhé. Các bạn đang tham gia buổi workshop cách viết về phần thân bài của bài văn nghị luận xã hội và đây cũng chính là một buổi học thử để chúng mình có thể có những cái trải nghiệm và hiểu hơn về khóa học luyện viết chuyên sâu đó, về cái khóa học mà luyện viết văn nghị luận chuyên sâu cả về nghị luận xã hội và nghị luận văn học của học văn chị Hiên. Bởi vậy mà chị rất mong rằng là những trải nghiệm của các em trong buổi học ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn vừa có được những kiến thức này, những phương pháp mới và vừa giúp cho các bạn có thể hình dung được cách học ở trong một khóa học online của học văn chị Hiên thì như thế nào để chúng mình thấy được cái sự phù hợp của bản thân và chúng mình có thể đăng ký tham gia khóa học. Bởi vì khóa học luyện viết văn nghị luận chuyên sâu thì sẽ khai giảng vào ngay ngày mai thôi các em nhá. Thế nên là rất mong các bạn có thể tập trung theo dõi, tích cực tham gia tương tác ở trong buổi ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bước vào nội dung của buổi học các em nhé. Xin mời các bạn sẽ theo dõi ở trên màn hình. Em ơi, chúng mình đã nhìn rõ màn hình chưa ạ? Các bạn đã nhìn rõ màn hình chưa nào? Ở đây chúng mình sẽ dùng cái cách học là chị sẽ trình chiếu này và các bạn sẽ chủ động ghi chép lại những nội dung quan trọng của buổi học nha. Nếu như bạn nào đã từng tham gia những khóa học của Văn Chị Hiên thì chúng mình đã quen rồi với cách học như thế này. Thay vì việc dùng PowerPoint thì chị sẽ sử dụng cái phần Word như thế này để các bạn có thể dễ hình dung này và cũng dễ bắt nhịp theo cái tốc độ ghi chép các em nhá. Và không biết là những bạn đang có mặt trong buổi workshop hôm nay thì chúng mình là các bạn 2K mấy nhỉ? Bởi vì buổi workshop này thì dành cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12, các bạn 2K7, 2K8, 2K9. Thì không biết là những bạn đang có mặt ở đây thì kem là học sinh lớp mấy, các bạn là 2K mấy nhỉ? 2K7, rồi 2K7. Rất là đông các bạn 2K7 này. À, có cả những bạn 2K8 và có cả bạn 2K9 này. Rồi, đồng ý. Dần dần thì chị lại thấy có khá đông các bạn 2K9, 2K8 điểm danh nha. Lúc đầu thì thấy có các anh chị 2K7, các bạn lớp 12 điểm danh khá đông. Nhưng rồi chị cũng thấy xuất hiện rất nhiều các bạn 2K8 và 2K9 ở đây. Vậy thì các bạn cứ yên tâm nhé, bởi vì nội dung mà hôm nay chúng ta học thì sẽ là dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12. Chúng mình đều sẽ áp dụng được nha. Cụ thể thì buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ tập trung vào phương pháp viết thân bài nghị luận xã hội. Chủ đề này chắc là chúng mình cũng đã nắm bắt được rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng mình sẽ triển khai bài học này như thế nào thì bây giờ các bạn sẽ cùng theo dõi với chị nhé. Phương pháp viết thân bài nghị luận xã hội. Trước tiên thì cho chị chia sẻ một chút xíu tại sao trong một cái buổi học như thế này chúng mình lại tập trung về phần thân bài nghị luận xã hội. Bởi như các em đã biết đấy, trong một bài văn nghị luận xã hội, một cái dạng đề mà đang trở thành trọng tâm đối với các bạn học sinh, kể cả là các bạn lớp 10, lớp 11 hay lớp 12, thì dạng bài văn nghị luận xã hội chúng mình đang quan tâm rất là nhiều. Và cái tỷ lệ nó được đưa vào trong những kỳ thi quan trọng là chiếm một tỷ lệ rất cao, đúng không ạ? Đó, cái thứ hai là trong một bài văn nghị luận xã hội thì phần mở bài, kết bài chúng mình đã có thể có cơ hội tiếp xúc với rất rất nhiều những cái kiến thức, rất rất nhiều những phương pháp để giúp chúng mình viết tốt rồi, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà với phần thân bài, cái phần mà nhiều điểm nhất thì có không ít các bạn học sinh lại vẫn còn lúng túng. Thế nên chúng mình sẽ tham gia cái buổi học ngày hôm nay để chúng mình có thể giải quyết được và có được cái hướng đi cho những cái lúng túng, cho những cái khúc mắc của bản thân đối với phần thân bài nghị luận xã hội các em nhé. Các bạn học sinh đang có mặt tại đây thì có những bạn có sở trường về nghị luận xã hội
Nhưng chị cũng biết là có những bạn thì chúng mình còn gặp nhiều những khó khăn khi viết nghị luận xã hội, đặc biệt là với phần thân bài. Không những thế, đối với dạng bài văn nghị luận xã hội, chúng mình lại có rất nhiều những dạng đề nữa. Và cái dung lượng kiến thức rồi là phạm vi vấn đề mà được đưa vào trong đề bài, trong những kỳ thi quan trọng của chúng ta thì lại không có một cái giới hạn nào cụ thể đâu. Đó, nếu như với các bạn lớp 12 thì có thể là chúng mình sẽ tiếp xúc nhiều hơn với những vấn đề liên quan tới tuổi trẻ. Nhưng với các bạn lớp 10, lớp 11 thì có thể nói là cái chủ đề, những cái nội dung chúng mình cần viết trong thân bài nó sẽ là tất cả những vấn đề trong đời sống của chúng ta. Phạm vi bàn luận sẽ rất là rộng. Đấy, nên chúng mình cần thiết phải có được một cái nhìn cơ bản, đầy đủ và chính xác về phần thân bài. Đó, và trong cái dung lượng, trong cái thời lượng của buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ tập trung cùng với kem để học cách viết phần quan trọng nhất trong thân bài các bạn nhé. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ bước vào phần một lớn, cấu trúc của phần thân bài. Nội dung của buổi ngày hôm nay thì gồm có hai phần thôi. Phần 1 là cấu trúc của thân bài và phần 2 là chúng mình sẽ tiến tới phần phương pháp viết các bạn nhé. Với phần cấu trúc của thân bài thì trước tiên các bạn sẽ theo dõi ở trên màn hình. Ở đây chị đang cung cấp cho chúng ta một cái phần cấu trúc về các luận điểm cần có ở trong phần thân bài của một bài văn nghị luận xã hội bất kỳ. Các em nhé, nghĩa là dù theo dạng đề nào thì chúng mình cũng cần có bốn cái luận điểm cơ bản này trong phần thân bài. Các em sẽ theo dõi và lắng nghe chị giải thích trước. Sau đó, nếu như các bạn có băn khoăn gì thì các em có thể là nhắn ở trong hộp chat các bạn nha. Bởi vì để cho buổi học diễn ra được xuyên suốt thì hiện tại anh chị trong team học văn chị Hiên đang tắt mic của chúng mình. Thế nên là nếu như trong quá trình chị giảng mà các em có băn khoăn gì thì các bạn có thể là nhắn ở trong hộp chat. Còn nếu như các em mong muốn là được phát biểu thì các bạn có thể giơ tay, chị sẽ mời các em phát biểu và các anh chị trong team chị Hiên sẽ cấp quyền để các em có thể bật mic nha. Rồi, bây giờ các bạn chú ý vào đây nhé. Với phần thân bài của một bài văn nghị luận xã hội thì chị được biết là có không ít các bạn học sinh thì chúng mình sẽ xác định cấu trúc của phần thân bài này tùy theo dạng đề. Ví dụ có bạn thì xác định là dạng đề về tư tưởng đạo lý thì sẽ là có giải thích, biểu hiện, vai trò ý nghĩa, rồi phê phán, rồi lật lại vấn đề, rồi bài học liên hệ bản thân. Thế còn đối với dạng đề về hiện tượng đời sống thì cấu trúc thân bài sẽ là thực trạng này, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp, mở rộng vấn đề, bài học và liên hệ bản thân, vân vân. Đấy, thế nhưng từ cái việc mà phân tích đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với hai cái đề, một là đề minh họa và hai là đề tham khảo mà Bộ Giáo dục đã đưa ra để cho các bạn học sinh cũng như là các thầy cô có thể nắm bắt về cấu trúc đề trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia từ năm 2025 trở đi. Thì chị nhận thấy là đối với phần thân bài của một bài văn nghị luận xã hội ấy, chúng mình sẽ có cấu trúc 4 phần cơ bản như thế này. Đây là bốn phần mà có xuất hiện ở trong đáp án, được không ạ? Nhá, thì phần đầu tiên là chúng mình cần giải thích vấn đề nghị luận. Phần này thì chắc là không có ai thắc mắc gì rồi, đúng không ạ? Bởi vì phần giải thích luôn luôn là cái phần đầu tiên trong thân bài của bài văn nghị luận xã hội, nó cũng là một phần không thể thiếu. Phần thứ hai đó là phần bàn luận. Cái phần này là phần mà gây ra nhiều tranh cãi nhất đây này. Tùy vào từng dạng đề thì chúng mình sẽ có những cái cấu trúc bàn luận khác nhau. Đó, và chị thấy sự khác biệt giữa cấu trúc thân bài của các bạn học sinh ấy thì chủ yếu là nó khác biệt ở cái phần bàn luận này thôi. Đó, tùy vào từng đề thì chúng mình có thể chia nhỏ hơn là trong phần bàn luận này thì sẽ bàn luận về cái gì. Đúng không ạ? Đó, đấy là cái phần thứ hai. Và có thể thấy là phần bàn luận sẽ là phần chiếm dung lượng lớn nhất, cũng như là cái phần mà có nhiều điểm nhất trong bài văn, trong cái phần thân bài của chúng mình. Được không? Tất nhiên là khi mà đi thi thì các thầy cô chấm bài của các em sẽ không phải là chỉ đọc từ đầu đến cuối xem các em có bao nhiêu ý, xem phần bàn luận của các em có dài không để mà cho điểm. Bài làm của chúng mình sẽ được đánh giá dựa trên rất nhiều những cái cơ sở, rất nhiều những tiêu chí. Nhưng chúng mình cũng phải thừa nhận một điều là phần bàn luận này là phần vô cùng quan trọng. Nó có dung lượng lớn nhất này,
và cũng có thể nói là nó quan trọng nhất trong phần thân bài của bài văn nghị luận xã hội, đúng không nào? Và sau khi chúng mình bàn luận xong thì nhất thiết cần phải có một cái luận điểm, đó là luận điểm mở rộng vấn đề. Ở luận điểm này thì chúng mình có thể là trao đổi với ý kiến trái chiều hoặc là trao đổi với những ý kiến khác liên quan tới vấn đề để củng cố thêm cho quan điểm của chúng ta. Và đây là một trong những cái yêu cầu cần đạt đối với bài văn nghị luận xã hội của cấp 3. Thế nên là dù ở dạng đề nào thì chúng mình cũng cần phải có một cái luận điểm mở rộng ở gần cuối hoặc ở cuối phần thân bài các bạn nhé. Trong đáp án của Bộ Giáo dục là có số điểm riêng, có một cái ý riêng cho cái phần mở rộng này đấy. Nói như vậy là để nhắc nhở những bạn nào mà chúng mình nghĩ rằng phần mở rộng này có cũng được, không có cũng được, thì chị xin khẳng định là chúng mình cần phải có nha, được không ạ? Và cuối cùng là để kết lại cho cái phần thân bài của chúng ta, và cũng có không ít bạn thì chúng mình sẽ gộp luôn cái luận điểm cuối này với phần kết bài, đó là đưa ra bài học và liên hệ bản thân. Tuy nhiên chị nghĩ rằng một bài văn trọn vẹn thì phần thân bài nên có cái luận điểm cuối là bài học và liên hệ bản thân, để rồi phần kết bài thì chúng mình có thể có những cái ý tưởng mở rộng và đưa ra thông điệp có cái sự tương ứng với ý tưởng ở trong mở bài, thì bài văn nó sẽ trọn vẹn hơn thay vì việc là chúng mình dùng phần bài học và liên hệ bản thân để làm phần kết bài luôn các bạn nhé. Đấy, thế thì nhìn vào đây chúng mình có thể thấy được rằng là thân bài của một bài văn nghị luận xã hội là chúng mình sẽ có bốn luận điểm chính. Nhưng vấn đề là cái luận điểm bàn luận này này, cái luận điểm quan trọng nhất này này, thì ở mỗi dạng lại có những yêu cầu khác nhau, lại có những cấu trúc khác nhau, hoặc là phần bàn luận này sẽ là cái phần mà các bạn học sinh gặp khó khăn nhiều nhất, đúng không? Đấy, thế nên là thời lượng của buổi học ngày hôm nay rất khó để chị có thể hướng dẫn chi tiết cho chúng mình tất cả các luận điểm trong phần thân bài. Vậy nên chị lựa chọn là sẽ tập trung vào cái luận điểm bàn luận trong phần thân bài để hướng dẫn kỹ cho các em trong buổi học ngày hôm nay các bạn nhé. Và các em cũng hình dung là trong khóa học luyện viết chuyên sâu về văn nghị luận của Văn Trị Hiên mà sẽ khai giảng vào ngày mai ấy, thì cách học cũng sẽ là như vậy. Chúng mình có đến 20 buổi học, thế nên là những dạng đề cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học sẽ được chia nhỏ ra thành các buổi. Nên mỗi buổi chúng mình sẽ học tập trung và học thật kỹ với một phần nào đó ở trong bài. Thay vì việc là chúng mình sẽ dùng một buổi học để học về cả một bài, học về tất cả các bước, thì như vậy sẽ khó để chúng mình có thể hiểu rõ, nắm bắt kỹ và có thể tự thực hành các em nhé. Đấy, nên bây giờ khi mà đã xác định được mục tiêu của chúng ta trong buổi ngày hôm nay là các bạn sẽ cùng với chị đi tìm hiểu cách viết của phần bàn luận này, thì bây giờ mình bước sang phần số 2 nhỏ các bạn nhé. Đó chính là cấu trúc của phần bàn luận. Đây. Vậy trong phần thân bài thì phần bàn luận sẽ có cấu trúc ra sao? Chúng mình sẽ viết những gì trong phần bàn luận này nhỉ? Cho chị hỏi các bạn trước đi. Cho chị hỏi một cái câu hỏi khảo sát nhỏ trước. Đó là ví dụ với cái dạng đề mà bàn luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý chẳng hạn, được không ạ? Bàn luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý thì trong cái luận điểm bàn luận của phần thân bài, các em sẽ bàn luận về những khía cạnh nào? Được không? Các bạn có thể chia sẻ với chị về cái kinh nghiệm viết nghị luận xã hội của các em. Thì từ trước đến nay, ví dụ như khi mình gặp một cái đề bài yêu cầu chúng ta bàn luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, đúng không ạ? Đó có thể là về lòng yêu nước này, về tinh thần dũng cảm, hoặc về tình bạn, hoặc về tình thầy trò, hoặc là về ước mơ đối với tuổi trẻ, vân vân đấy. Đấy, thế thì khi mà đối diện với một đề bài như vậy, thì phần bàn luận trong thân bài, chúng ta sẽ bàn luận về những khía cạnh gì ạ? Tại sao phải có tầm quan trọng, tác dụng, lợi ích? Tác dụng, lợi ích vì sao phải có, biểu hiện, ý nghĩa, vai trò, làm thế nào để phát triển? Ý nghĩa, vai trò, lợi ích. Ý nghĩa, vai trò, lợi ích là một mà. Đúng không ạ? Ý nghĩa cũng chính là vai trò, cũng chính là lợi ích mà. Đúng không các em? Biểu hiện và ý nghĩa. Em viết về biểu hiện, ý nghĩa đối với bản thân và xã hội. Nghĩa là cũng có hai ý là biểu hiện và ý nghĩa này. Trả lời cho câu hỏi vì sao, ok. Tại sao phải có nó và biểu hiện. Khái niệm, thực trạng, ý nghĩa.
biểu hiện vai trò, ý nghĩa bài học, ý nghĩa tác dụng. Dẫn chứng vai trò, tác dụng, ý nghĩa đối với bản thân và đối với xã hội. Rồi, có rất nhiều những chia sẻ của các bạn ở đây, và các em có thấy là có nhiều những sự tương đồng trong chia sẻ của các bạn không? Ở đây rất là nhiều bạn thì đều có những cái nội dung như sau ở trong phần bàn luận này. Thứ nhất là phần ý nghĩa nhá. Tất cả những bạn nào mà có nêu ý nghĩa này, hoặc là em dùng từ là vai trò, hoặc em dùng từ lợi ích, thì nó đều là cùng một khía cạnh, được không? Là chỉ ra cái tác động tích cực của vấn đề đối với cá nhân, hoặc là đối với đời sống xã hội, đối với cộng đồng. Đấy, thì chị thấy gần như là bạn nào cũng có cái ý đó ở trong phần bàn luận này. Rồi cũng có những bạn thì nêu thêm cả phần biểu hiện nữa. Có những bạn thì triển khai theo hướng là trả lời câu hỏi vì sao, được không? Vì sao? Rồi vì sao, như thế nào, cái gì đó. Vậy là cái kinh nghiệm viết nghị luận xã hội của chúng mình, đặc biệt là ở trong phần bàn luận này, là cũng rất là đa dạng đấy chứ. Và việc mà các em có thể trả lời ngay cái câu hỏi của chị như vậy chứng tỏ là các bạn cũng đã quen rồi, cũng đã có ít nhiều cái sự thành thạo với cái cấu trúc mà các bạn đang đi theo. Đúng không? Nhá, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên cũng từ cái câu hỏi khảo sát đó, và nếu như bạn nào đã phân tích kỹ cái đáp án của Bộ Giáo dục và Đào tạo ấy, thì phần bàn luận này người ta chỉ có là ghi là bàn luận hoặc là nêu quan điểm của người viết về vấn đề, hai chấm, và sau đó thì sẽ có một vài cái dấu cộng, khoảng từ ba cái dấu cộng, tức nghĩa là có ba ý trong phần bàn luận này. Nhưng đáp án thì không có nêu rõ là ba cái ý đó thì thuộc ba khía cạnh gì, hay là trong phần bàn luận thì cần có những khía cạnh gì. Vậy nên điều đầu tiên mà chị mong muốn là các bạn sẽ hiểu rõ đó là phần bàn luận này này. Để mà nó đúng và đủ thì nó sẽ là phần mà chúng ta nêu quan điểm về vấn đề nghị luận. Đúng không ạ? Vậy nên cái mà quyết định cấu trúc của phần bàn luận chính là vấn đề nghị luận và quan điểm của chúng ta. Đấy, chứ không phải là cái quyết định cấu trúc phần bàn luận này là theo cái cấu trúc mà chúng mình đã được học, kiểu như chúng mình ép là nó phải đi theo cái cấu trúc mà chúng mình đã biết. Phần bàn luận này có cấu trúc rất là mềm, chỉ gọi là một cái cấu trúc rất là mềm và linh hoạt, nghĩa là sẽ không bị cố định, sẽ không bị cố định và khuôn mẫu theo bất cứ một cái cấu trúc nào cố định đâu nha. Mà thay vào đó thì phần này cố làm sao mà các em đưa ra được những cái quan điểm của mình này, và có những sự phân tích dựa trên các cái khía cạnh đối với vấn đề nghị luận là chúng mình đã có điểm rồi. Đấy, và trong quá trình chúng mình nêu quan điểm như thế, chúng mình có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và bằng chứng, được không ạ? Là chúng mình đã có cơ hội được điểm tối đa. Đấy, kể cả là cái hệ thống ý của chúng ta nó không đi theo cấu trúc mà từ trước đến nay chúng ta học. Ví dụ từ trước đến nay chúng ta học là phần bàn luận là phải có biểu hiện, phải có ý nghĩa. Đấy, nêu biểu hiện trước, ý nghĩa sau. Hoặc là phần bàn luận phải trả lời câu hỏi như thế nào, câu hỏi vì sao, được không ạ? Đấy, thế nhưng mà đi thi chúng mình gặp một cái đề bài này, và chúng mình thấy là cái vấn đề cần nghị luận ở đây nó tập trung nhiều vào khía cạnh vai trò của vấn đề thôi. Và chúng mình không bàn luận về biểu hiện nhiều nữa, chúng mình chỉ tập trung vào phần vai trò. Chúng mình nêu ra vai trò thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đấy, mỗi cái ý đó chính là một ý bàn luận của chúng ta. Và trong mỗi ý chúng ta có lý lẽ, có bằng chứng thuyết phục. Thế là bài của chúng mình đã có cái cơ hội được điểm tối đa cho phần bàn luận rồi. Chứ không phải là ở trong đáp án thì người ta sẽ đưa ra một cái cấu trúc cố định, và tất cả những cái đề bài nào thuộc cái dạng đó là phải đi theo cấu trúc đó. Các em nhá. Đấy, nên chúng mình hiểu bản chất của cái phần bàn luận như vậy. Thế thì nếu nói như thế thì phần bàn luận rộng quá, đúng không? Bây giờ chúng ta học là phải học làm sao có được một cái cách làm để mình dễ áp dụng. Chứ bây giờ mà nói là tùy tùy từng bài, hoặc em thích viết như thế nào thì viết, thì không khác nào là đẩy chúng mình đi ra giữa một cái đại dương mênh mông mà không có bất cứ một cái con thuyền hay một cái tấm phao cứu sinh nào.
Đúng không? Thế nên mặc dù chúng ta hiểu được bản chất của phần bàn luận là chúng mình nêu quan điểm về vấn đề nghị luận, thế nhưng cũng cần có một cái cấu trúc để chúng mình có thể nương theo đấy, để chúng mình có thể biết được cách viết và để có thể gọi là nhanh nhạy hơn trong quá trình tiếp xúc với đề bài. Chứ nếu không bây giờ mà cứ bảo rằng là em tùy từng đề, em tùy xem là đề bài đi thi như thế nào thì em viết theo cái suy nghĩ của mình, như thế thì thành ra lại khiến cho các bạn cảm thấy khó khăn hơn. Vậy nên chị xin đề xuất một cái cấu trúc của phần bàn luận như sau nhé. Ở đây chị thấy đã có những bạn là chúng mình đi theo một cái cách tư duy, đó là tư duy bằng câu hỏi, là đối diện với một vấn đề thì những ý trong phần bàn luận này chính là những câu trả lời cho các câu hỏi mà chúng ta đặt ra xoay quanh vấn đề. Đấy, thì xoay quanh một vấn đề nghị luận xã hội sẽ có những câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là gì? Và đó chính là câu hỏi để chúng mình viết phần giải thích, đúng không ạ? Câu hỏi thứ hai đó là câu hỏi như thế nào? Vấn đề đó đang diễn ra như thế nào? Và câu hỏi này là để dành cho phần bàn luận đấy, đúng không ạ? Đó, là chúng ta có cái ý đầu tiên, đấy chính là vấn đề nghị luận diễn ra như thế nào. Nói cách khác là cách nào để nhận diện được cái vấn đề nghị luận này trong đời sống. Được không? Ok chưa ạ? Nhá. Rồi, tiếp tục một cái câu hỏi nữa cũng rất là quan trọng để giúp chúng ta bàn luận được, chính là câu hỏi vì sao. Đấy, vì sao? Nếu như mà đối với vấn đề tích cực thì mình có thể đặt ra câu hỏi là vì sao vấn đề này lại có tác động tích cực, hoặc là vì sao vấn đề này lại cần thiết trong đời sống, vì sao điều này lại cần thiết đối với giới trẻ, vì sao giới trẻ lại cần như thế này như thế kia, được không ạ? Đó, đấy là câu hỏi vì sao nhá. Và câu hỏi vì sao này nó có thể nói là cái câu hỏi quan trọng bậc nhất trong cái phần bàn luận đấy các em ạ. Chỉ cần chúng mình trả lời được về câu hỏi vì sao là chúng mình đã có được những cái ý bàn luận then chốt rồi. Đấy, tiếp tục câu hỏi thứ tư để giúp chúng mình có được các ý trong phần thân bài xoay quanh một vấn đề, đấy là có quan điểm nào trái chiều, hoặc là xoay quanh vấn đề này thì có quan điểm nào đi ngược lại với quan điểm của chúng ta không, và tại sao em lại không lựa chọn cái quan điểm đó. Đấy, để giúp chúng mình có thể mở rộng vấn đề. Và một câu hỏi nữa đấy là vẫn làm cách nào để có thể phát huy hoặc là để có thể hạn chế cái vấn đề này, được không? Đó, thế nhưng mà cái câu hỏi làm cách nào, bằng cách nào đấy thì chúng mình sẽ dành để viết cho phần bài học. Còn ở đây đối với phần bàn luận thì chúng mình sẽ có hai câu hỏi chính cần phải xử lý để tìm ý. Đấy chính là câu hỏi như thế nào và câu hỏi vì sao. Và nếu như chúng mình đi sâu hơn một chút nhá, các bạn sẽ nhận ra ấy, thực chất câu hỏi như thế nào sẽ định hướng chúng ta nghĩ tới cái khía cạnh biểu hiện hoặc là thực trạng của vấn đề. Được không? Nếu như nó là một vấn đề tư tưởng đạo lý, một vấn đề tích cực thì chúng mình gọi là biểu hiện. Còn nếu như đấy là một cái hiện tượng đời sống tiêu cực thì chúng ta gọi đó là thực trạng. Bởi vì để trả lời cho câu hỏi như thế nào là chúng mình sẽ phải nêu ra những cái biểu hiện của vấn đề đó ở trong đời sống mà, đúng không? Đấy, thế nên câu hỏi đầu tiên là sẽ định hướng chúng ta hoàn thiện về phần biểu hiện của vấn đề. Thế còn câu hỏi vì sao này này sẽ là cái câu hỏi mà định hướng chúng ta bàn luận về cái sự cần thiết, về ý nghĩa, về vai trò, về sự tác động của vấn đề đối với đời sống. Được không? Ý nghĩa này, sự cần thiết này, hoặc gọi là vai trò này, đấy, hoặc gọi là lợi ích này. Được chưa ạ? Đấy, nhưng mà đấy là vấn đề tích cực. Thế còn vấn đề tiêu cực thì cái câu hỏi vì sao này sẽ định hướng chúng ta hướng về hậu quả của vấn đề nghị luận đối với đời sống. Được không ạ? Nhá. Thế nên từ đây chúng mình có thể suy ra trong phần bàn luận thì chúng mình sẽ có hai cái hướng lớn, hai cái ý lớn nhá.
Chị chưa nói tới các ý nhỏ. Hai cái ý lớn để chúng mình có thể nương theo, và từ hai cái ý lớn này thì chúng mình có thể phát sinh ra được các cái ý nhỏ hơn. Đó là đầu tiên là chúng mình sẽ bàn luận về biểu hiện, về cái diện mạo của vấn đề đó ở trong đời sống. Làm như thế nào để ta nhận biết được cái vấn đề đó ở trong đời sống? Và cái hướng thứ hai chính là chúng mình bàn luận về vấn đề là tại sao điều này lại cần được bàn tới, tại sao vấn đề này lại cần thiết trong đời sống, hoặc tại sao vấn đề này lại cần được loại bỏ trong đời sống. Đấy, thế thì bây giờ chúng mình chốt lại cấu trúc của phần bàn luận thì sẽ có hai ý lớn như vậy, các em nhé. Còn nếu như mà để đi sâu vào các ý nhỏ hơn thì chắc chắn là phải cần đến từng dạng đề rồi các em ạ. Bởi nếu như mà mình đi sâu tiếp thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cấu trúc chi tiết của cái phần bàn luận đó. Mà cấu trúc chi tiết thì nó thực sự là nó phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề nghị luận và từng dạng đề. Đấy, nên ở cái cấp độ khái quát thì các bạn cứ nhớ cho chị phần bàn luận làm sao mà chúng ta đặt ra được các câu hỏi xoay quanh vấn đề, chúng mình đi trả lời các câu hỏi đó. Và thường thì sẽ là có hai cái ý lớn như thế này, về biểu hiện thực trạng và về ý nghĩa, vai trò hoặc là hậu quả. Nhưng cái dung lượng cho mỗi ý này thì nó không phải lúc nào cũng đều nhau nhá. Có những vấn đề thì dung lượng cho hai ý này là nó tương ứng với nhau, nhưng cũng có những đề thì ngay từ vấn đề nghị luận là đã tập trung nhiều hơn vào cái câu hỏi số 2 này. Ví dụ như là đề minh họa lần đầu của Bộ Giáo dục yêu cầu chúng ta bàn luận về những thử thách khó khăn đối với tuổi trẻ, đúng không ạ? Thế thì đối với vấn đề là thử thách khó khăn đối với tuổi trẻ thì chúng mình sẽ tập trung nhiều hơn ở cái khía cạnh là vì sao thử thách khó khăn lại xuất hiện nhiều hoặc là lại cần thiết đối với tuổi trẻ. Hay nói cách khác là mình sẽ tập trung bàn luận nhiều hơn vào ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của những khó khăn, thử thách đối với tuổi trẻ. Đấy, nên là đây là cái cấu trúc ở cái dạng gọi là khái quát nhất để các bạn có thể nắm bắt các em nhé. Được chưa nào? Các bạn đồng ý với chị không ạ? Các bạn đồng ý với chị chưa nào? Rồi. chị cảm ơn bạn Lê Thơm nha, cảm ơn các em. Đồng ý. Đấy, thế nên là đó chị cũng phải giải thích rõ, không là chắc chắn một khi chúng mình đã động tới một cái vấn đề nào đó thì luôn khao khát là tìm hiểu đến tận cùng của nó, đúng không? Nhưng trong thời lượng của một buổi học thì chị phải nhấn mạnh để các em hiểu được mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là biết được cách viết và có thể nắm bắt được một số những cách diễn đạt làm sao cho nó đúng, nó đủ, nó hay và nó mới ở trong cái phần bàn luận này. Đấy, nên là chị đang đi từng bước, trước tiên là định hướng để các em hiểu được thế nào là một phần bàn luận đúng và đủ. Thì một phần bàn luận đúng và đủ là cần phải đưa ra được các khía cạnh xoay quanh vấn đề, và thường là có hai khía cạnh biểu hiện và ý nghĩa. Đấy, và một phần bàn luận đúng và đủ còn là một phần bàn luận mà trong từng khía cạnh lại có thể triển khai ra được những ý nhỏ hơn nữa. Nhưng những ý nhỏ hơn đấy thì phải đi vào từng dạng đề. Và chúng mình nếu như có thể gặp nhau ở trong cái khóa luyện viết chuyên sâu về nghị luận thì chúng mình sẽ có nhiều thời gian hơn để trao đổi kỹ hơn về từng dạng đề các bạn nhé. Nên các bạn trong buổi hôm nay cũng thông cảm giúp chị về cái phần đi vào từng dạng đề các em nhá. Để rồi bây giờ, đây, bây giờ chúng mình sẽ cùng bước sang phần 2 lớn, là phần mà chị tin chắc là các bạn khi tham gia buổi hôm nay là mong muốn nhất đây này. Đấy chính là phần phương pháp viết phần bàn luận. Đấy, chúng mình đã biết là cần viết gì rồi, nhưng vấn đề là viết như thế nào. Bởi vì đi thi thì người ta không có kiểm tra nháp hay là kiểm tra dàn ý của chúng ta. Thế nên là kể cả chúng mình đã biết là phải viết những gì rồi, nhưng nếu mà cái phần chúng ta trình bày ra, cái phần viết cụ thể của chúng ta không ổn, thì ý tưởng ban đầu của chúng ta dù có đúng, có hay như thế nào thì nó cũng không được điểm số như chúng ta kỳ vọng. Thế nên bây giờ bước sang phần 2 lớn, chúng mình sẽ tập trung vào phương pháp viết phần bàn luận. Không phải là toàn bộ phần thân bài các em nhé, mà là phương pháp viết phần bàn luận thôi. Và để cụ thể cho các cái bước, các cái phương pháp mà chúng mình sẽ sử dụng trong phần này, chị có đưa ra một đề bài ví dụ. Đấy, để cho các cái phương pháp được đưa ra thì chị sẽ lấy ví dụ là đề bài này để áp dụng để các em hình dung dễ hơn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ kẻ vào trong vở của mình một cái bảng như sau giúp chị này. Chúng mình sẽ
Chia ra thành hai cột, một cột bên trái nhỏ hơn một chút, còn cột bên phải thì rộng hơn một chút. Một cột là chúng mình đi giải quyết câu hỏi viết gì, còn một cột thì chúng mình đi giải quyết câu hỏi viết như thế nào. Được không? Có thể là chúng mình thấy cách này nó hơi khác một chút so với thông lệ từ trước đến nay chúng mình học về phương pháp viết. Những cái tiết học viết của chúng mình ở trên lớp thì thường là sẽ đi từ từng bước một. Đầu tiên là bước chuẩn bị này, sau đó là bước tìm ý, lập dàn ý, rồi đến bước viết bài, rồi đến bước đọc lại chỉnh sửa, đúng không ạ? Thao tác 4 bước như thế là rất tốt nha, là chuẩn chỉnh nhất. Nhưng khi mà chúng mình tham gia một cái khóa học luyện viết thì chị cũng hiểu là mục đích của chúng ta không phải là chỉ thực hành theo những lý thuyết, mà quan trọng là chúng mình được giải quyết cái vấn đề khó khăn nhất của bản thân. Thì chung quy lại một cái bài văn của chúng ta là chúng ta phải giải quyết được, là phải chúng ta phải xử lý được là chúng mình sẽ viết cái gì ở trong đó và sẽ viết như thế nào. Đấy, nên đấy là lý do mà chị sẽ dùng cái bảng này để cùng hướng dẫn cho chúng ta, cùng thực hành với chúng ta về phương pháp viết phần bàn luận, các em nhé. Nên chị muốn giải thích như vậy để các bạn hiểu rằng là cái quy trình viết 4 bước mà chúng mình học là nó là một quy trình rất tốt và rất đúng nha. Và việc mà chị áp dụng bảng viết gì và viết như thế nào ở đây thì thật ra cũng là sự kết hợp giữa hai bước chính là bước tìm ý, lập dàn ý và bước viết hoàn chỉnh. Chỉ là thay vì việc chúng mình tìm ý và lập dàn ý xong hết rồi, chúng mình sẽ quay vào viết chi tiết từng phần một, thì bây giờ là chúng mình tìm ý đến đâu thì chị sẽ hướng dẫn các em cách diễn đạt hoàn chỉnh đến đấy luôn. Được chưa nào? Ừ. Rồi, đồng ý. À, có bạn đang hỏi lớp 10 ở đây. Ở đây thì chúng mình nếu như mà để bàn luận về các dạng đề trọng tâm của các lớp thì nhiều lắm nhá. Và chị cũng, học văn chị Hiên cũng đã thông báo trước tới chúng mình về chủ đề của buổi ngày hôm nay rồi. Nên hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung vào nghị luận xã hội. Còn đối với nghị luận xã hội ở lớp 10 ấy, thì các bạn học sinh đang quan tâm nhiều tới cái dạng là viết một bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm. Thì đấy cũng là một cái tiểu loại của nghị luận xã hội đấy. Đấy, và trong cái buổi học hôm nay thì em có thể áp dụng những cái gợi ý cho phần bàn luận này để mình đưa vào trong bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm, đặc biệt là cái phần viết như thế nào này, những cái công thức viết nhá, mình sẽ áp dụng được nhiều dạng đề đấy, chứ không phải là chỉ áp dụng cho cái dạng đề về tư tưởng đạo lý hay là hiện tượng đời sống hay là chỉ dạng đề của lớp 12 hay chỉ dạng đề của lớp 11 nha. Đấy, bởi vì như từ đầu chúng ta đã đi đấy, thì đề nghị luận xã hội nào chả có phần bàn luận, đúng không? Không có đề nào là không có cả. À, rồi, các bạn đang muốn nói về cái câu viết bài văn ở trong đề của chúng ta, đúng không? Kỳ 1 thì có thể như thế, kỳ 2 thì có thể khác, rồi đến lúc thi Trung học phổ thông quốc gia cũng có thể khác. Và việc của chúng mình là phải chuẩn bị cho tất cả các dạng đề. Đấy. Thế nên là cái dạng đề viết bài văn nghị luận xã hội là một cái dạng đề rất trọng tâm trong những kỳ thi quan trọng của chúng mình, nên đằng nào mình cũng phải học, đúng không? Nên các em cứ tập trung vào cái buổi ngày hôm nay đi. Đó. Các bạn đã kể bảng xong chưa ạ? Em đã kể bảng xong chưa nào? Rồi, đồng ý. Đó, nào, thế bây giờ chúng mình sẽ đi vào từng cột một nhá. Từng cột và từng hàng một. Như phần bên trên chúng ta đã thống nhất thì đối với phần bàn luận ấy, chúng ta sẽ cần viết hai nội dung, đúng không ạ? Viết hai cái nội dung chính ở trong phần bàn luận này. Ý thứ nhất, chị gọi là một đi, đó chính là trả lời cho câu hỏi như thế nào. Hay nói cách khác là chúng mình tập trung bàn luận về biểu hiện, về thực trạng của vấn đề. Được chưa? Nha. Thế còn nội dung thứ hai, phần này các em chưa ghi vội nhá, bởi vì là chị đang thống kê các nội dung ở đây. Nội dung thứ hai là chúng mình đi trả lời cho câu hỏi vì sao. Đó. Hay nói cách khác là mình tập trung vào cái khía cạnh ý nghĩa, vai trò của vấn đề. Ok chưa? Rồi, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu ghi cái hàng số 1 giúp chị nhá. Một là mình sẽ tập trung vào cách viết cho phần biểu hiện thực trạng. Nếu như
trong phần thân bài của chúng ta, trong phần bàn luận của chúng ta mà cần viết viết sâu, viết kỹ về cái phần biểu hiện thực trạng thì chúng ta viết như thế nào cho đúng, cho đủ, viết như thế nào cho nó hay và thu hút. Có các bạn nha, buổi hôm nay chị đang ghi lại rồi đấy, các em nhìn trên màn hình có thấy là có thấy một cái góc thông báo là buổi hôm nay đang được ghi lại không? Các em có thấy thông báo không đấy? Còn từ phía chị là chị đang ghi lại buổi ngày hôm nay rồi, các bạn yên tâm nhá. Có bạn nào là vừa mới vào không đấy? Bạn nào mà vừa mới vào thì thôi cứ học luôn cái phần hai lớn này đi nha. Bạn nào mà vừa mới vào thì bước vào phần hai lớn này luôn cùng với chị. Còn sau đó thì các em có thể là xin cái video để chúng mình xem lại phần 1 sau nhé. Rồi đồng ý. Nào quay trở lại đây. Đối với phần biểu hiện và thực trạng ấy thì cái bản chất của nó ở đây, có bao giờ chúng mình cảm thấy là phần biểu hiện hay là thực trạng này chúng mình viết nó bị khô khan, viết nhưng mà cảm giác như là nó không được cụ thể và sinh động không? Chị thấy đấy là vấn đề thường gặp của các bạn học sinh khi bàn luận về biểu hiện hoặc là thực trạng của một vấn đề nghị luận xã hội. Bản thân một vấn đề nghị luận xã hội ý, nó luôn có cái bản chất của nó và nó cũng luôn có cái tính cập nhật mới mẻ của nó. Nên trong cái phần bàn luận về biểu hiện thực trạng này phải làm sao mà chúng mình đưa ra được những biểu hiện hoặc là những thực trạng mà nó cụ thể này, nó sinh động này. Làm sao để mà người đọc đọc xong cái phần đó của chúng ta và người đọc ướm vào trong cuộc sống, người đọc dùng cái lăng kính mà chúng ta cung cấp trong bài viết để bây giờ soi chiếu vào trong cuộc sống và biết được rằng là đâu là những biểu hiện của vấn đề này để người đọc có thể nhận diện được cái vấn đề này trong đời sống. Ví dụ như đối với đề bài này, viết bài văn nghị luận khoảng 600 chữ bày tỏ ý kiến của anh chị về tư duy đám đông của người trẻ hiện nay. Đấy, thế thì vấn đề nghị luận ở đây là tư duy đám đông của người trẻ hiện nay đúng không? Thì mục tiêu của cái phần như thế nào này, mục tiêu của cái phần biểu hiện này, đó là làm sao mà sau khi em viết xong, người đọc đọc lên và người đọc có thể dùng cái lăng kính mà các bạn đã cung cấp trong phần mà các em viết bây giờ soi chiếu vào trong cuộc sống và biết được rằng là cái bạn A này là một bạn mà có tư duy đám đông, còn bạn B này không phải là người có tư duy đám đông. Đấy, đúng không ạ? Nhá, và chia sẻ với các bạn một cái mẹo như thế này mà chị thấy rất là hay, đấy là phần biểu hiện và thực trạng ấy, người ta vẫn nói rằng là hãy viết cái phần biểu hiện thực trạng này giống như là một bác sĩ đang bắt bệnh ấy. Đó, có phải khi chúng mình đi khám gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ đặt ra các câu hỏi và chúng ta sẽ đưa ra những cái biểu hiện, những cái triệu chứng của mình và bác sĩ sẽ có thể chẩn đoán được dựa theo những triệu chứng hoặc là dựa theo những cái thông tin mà chúng mình cung cấp. Thì ở đây việc mà chúng mình viết cái phần biểu hiện thực trạng này làm sao mà nó cũng thật là cụ thể, thật là chi tiết để giúp cho bạn đọc có thể nắm bắt được và có thể gọi là chẩn đoán được. Đúng không ạ? Đó, vậy làm như thế nào? Thế thì trong phần viết gì này, các bạn cố gắng giúp chị làm sao mà chúng ta chọn được, chúng ta đưa ra được những cái kiểu tư duy, đưa ra được những cái khía cạnh khác nhau và có thành một cái hệ thống các khía cạnh. Có rất là nhiều những cái kiểu tư duy mà mình có thể áp dụng trong phần biểu hiện này. Ví dụ như là tư duy dựa trên phạm vi rộng thì vấn đề được biểu hiện như thế nào, ở phạm vi hẹp thì vấn đề được biểu hiện như thế nào. Thế hoặc là tư duy dựa trên cái kiểu tư duy dựa trên quy mô. Đó, ở quy mô lớn thì vấn đề được biểu hiện như thế nào, ở quy mô nhỏ thì vấn đề được biểu hiện như thế nào. Hoặc là dựa trên cái kiểu tư duy về tính chất. Ở cái tính chất nhẹ nhàng, đơn giản, không nghiêm trọng thì vấn đề được biểu hiện như thế nào? Ở cái tính chất nghiêm trọng hóa, ở cái tính chất mà nó nghiêm trọng hơn thì vấn đề được biểu hiện như thế nào? Điều quan trọng là các em ngay từ đầu các em phải chọn ra được nhá. Lưu ý đầu tiên ở đây là phải chọn được hệ thống các tiêu chí hoặc là các khía cạnh đi nhá, hệ thống các khía cạnh để chúng mình có thể nhìn nhận và đưa ra được các biểu hiện.
Ngay từ đầu là hệ thống các khía cạnh của game nó phải chặt chẽ rồi và nó phải toàn diện rồi. Chứ nếu như ngay từ đầu chúng mình nghĩ ra được cái gì, nghĩ ra được biểu hiện nào chúng mình liệt kê ra thì rất có thể nó sẽ khiến cho phần biểu hiện của game bị rối. Rất có thể là sẽ khiến cho người đọc, những người mà đọc cái bài văn của chúng ta vẫn không nhận diện được vấn đề đó trong đời sống được biểu hiện như thế nào. Được không ạ? Và ở đây thì chị xin đề xuất và gợi ý cho các bạn một cái hệ thống khía cạnh phổ biến nhất và cũng là rất là dễ dàng để chúng mình có thể tư duy cho phần biểu hiện này, đó chính là biểu hiện trong suy nghĩ, nhận thức. Và thứ hai là biểu hiện về mặt hành động, cử chỉ, lời nói. Ok không ạ? Đấy, có nhiều các cái khía cạnh nhá, nhưng cái hệ thống khía cạnh rất là dễ để chúng mình có thể áp dụng, đó chính là nêu ra biểu hiện của vấn đề trong suy nghĩ, nhận thức của mọi người như thế nào và trong hành động, cử chỉ, lời nói của mọi người ra sao. Đây, ví dụ luôn để chúng mình dễ hình dung nhá. Ví dụ này. Đối với vấn đề là tư duy đám đông của người trẻ hiện nay, vấn đề của chúng ta là tư duy đám đông của người trẻ hiện nay. Thì bây giờ khi mà bàn luận về phần biểu hiện nhá, thứ nhất, chúng ta sẽ nêu ra những cái biểu hiện trong suy nghĩ, nhận thức của các bạn trẻ. Những bạn trẻ mà có cái tư duy đám đông thì họ sẽ thường nghĩ như thế nào? Họ sẽ nhận thức hay là họ hiểu được điều gì? Ở trong phần suy nghĩ nhận thức này thì chính là việc chúng ta nêu ra cái lối suy nghĩ này. Đấy, được không ạ? Nêu ra việc là những người mà có cái vấn đề nghị luận này, mang cho mình cái vấn đề nghị luận này thì họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ hiểu gì? Được không ạ? Đó, họ tâm niệm điều gì? Thì chúng mình nêu ra ở trong cái phần biểu hiện về suy nghĩ nhận thức này. Thế còn đối với biểu hiện về hành động, cử chỉ, lời nói thì chính là việc chúng ta đưa ra được là những người mà mang cái vấn đề nghị luận này thì họ sẽ thường làm những điều gì? Thường có những cái hành động gì? Thường có cái lối cư xử ra sao? Đúng không ạ? Đối xử với mọi người xung quanh như thế nào? Thì đấy chính là biểu hiện trong hành động. Bởi vì việc mà nêu ra biểu hiện của một vấn đề cũng giống như việc mà chúng ta nhận biết về tính cách của một người ấy. Thì tính cách của một người sẽ được thể hiện qua ở bên ngoài của họ, qua bề ngoài của họ là những hành động, những cử chỉ, những lời nói mà chúng ta có thể tiếp xúc trực tiếp ngay để có thể nhận diện. Nhưng bên cạnh đó thì tính cách của họ cũng được thể hiện trong cái suy nghĩ, trong cái nhận thức của họ nữa. Đấy, nên bây giờ khi mình nêu biểu hiện về một vấn đề, các em có thể suy nghĩ theo hướng là biểu hiện trong suy nghĩ, nhận thức như thế nào, rồi biểu hiện trong hành động, cử chỉ, lời nói ra làm sao. Thì bây giờ áp dụng với cả ví dụ là về vấn đề tư duy đám đông của người trẻ hiện nay, thì trong suy nghĩ, nhận thức nào, các em thấy là những bạn trẻ mà có tư duy đám đông thì các bạn ấy thường sẽ tâm niệm điều gì, sẽ nghĩ theo hướng như thế nào? Các bạn cùng với chị thử tìm ý áp dụng cái lối tư duy như thế này và tìm ý cho cái ví dụ này nhá. Các em cứ đưa ra suy nghĩ của mình. Bây giờ chúng mình đang thực hành mà không sợ sai. Và trong nghị luận xã hội thì nó không có câu chuyện đúng sai mà nó chỉ có câu chuyện là thuyết phục hay không thuyết phục thôi. Hùa theo người khác. Ok. Rồi. Hùa theo người khác. Chỉ lại hùa theo người khác. Ba phải. Chạy theo xu hướng. Lạc quan. Ô, có bạn thì lại lại nêu là lạc quan này. Chị đang chưa hiểu rõ cái ý lạc quan ở đây. Tư duy đám đông, những người mà có tư duy đám đông thì lại thường lạc quan. Một ý khá thú vị nhưng chị chưa hiểu rõ. Ý kiến theo số đông thường đúng. Rồi ok. Phụ thuộc vào mọi người, phụ thuộc, thiếu tự tin, rồi không có lập trường, bị phụ thuộc, dập khuôn mẫu, không dám nổi trội trong đám đông, sợ hãi, bị quay lưng, kiểu người nô lệ, hiệu ứng đám đông. Rồi, suy nghĩ khác nhưng lại bày tỏ theo ý kiến của mọi người, là những người hiểu chuyện. À, dập khuôn, không muốn đưa ra ý kiến cá nhân. Ồ, các bạn có thấy là
Khi các em đưa ra ý kiến của mình thì đang có hai cái luồng ý kiến nhá. Các em đều là đưa ra những cái suy nghĩ nhận thức rồi đấy. Nhưng có một luồng suy nghĩ của các bạn là đưa ra được những cái suy nghĩ nhận thức tích cực của cái vấn đề này. Còn một số bạn thì đưa ra được những cái suy nghĩ nhận thức tiêu cực của vấn đề này. Đúng không? Đấy, có bạn cho rằng là những cái người mà những bạn trẻ mà có tư duy đám đông thì họ hiểu chuyện, họ lạc quan. Mặc dù chị chưa hiểu rõ là tại sao lại hiểu chuyện lạc quan, nhưng mà đó là những cái điều tích cực, nghĩa là bạn ấy đang dùng cái lăng kính tích cực. Còn nhiều bạn thì lại đưa ra những cái biểu hiện như là kiểu người nô lệ này, bị phụ thuộc này, sợ hãi này, không có chính kiến này, đó, nhút nhát, tự ti này. Được không? Rồi, thế thì ở đây chúng mình nên đi theo hướng nào? Việc lựa chọn hướng thứ nhất là phụ thuộc vào vấn đề nghị luận kem ạ. Vấn đề nghị luận ở đây người ta đưa ra là bàn luận, nêu ra ý kiến của anh chị về tư duy đám đông của người trẻ hiện nay. Trong đề bài không hề định hướng cho chúng ta là cái hướng phê phán hay hướng ca ngợi nhé. Đề bài định hướng cho chúng mình một cái góc nhìn hoàn toàn là như nào ạ? Khách quan, đúng không? Đấy, em có suy nghĩ gì, em có ý kiến gì thì em đưa ra thôi. Chứ đề bài không có hướng chúng ta là phải nghĩ theo hướng tích cực hay là hướng tiêu cực. Và cái thứ hai là nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm của các em thôi. Nếu như các em cho rằng tư duy đám đông là một sự tiêu cực thì phần biểu hiện này các bạn đưa ra những cái biểu hiện tiêu cực thôi. Nhưng nếu mà các em cho rằng tư duy đám đông là một cái điều rất tích cực thì các em chỉ đưa ra những biểu hiện tích cực, hoặc các em đưa ra cả hai. Được không? Đấy, hoặc chúng mình đưa ra cả hai nha. Đó, thế thì ở đây cái cách mà chúng ta nên đi đấy là phải đưa ra được cả hai, bởi vì là từ đề bài là người ta cũng không định hướng cho chúng ta là phải nêu về cái sự tiêu cực hay là tích cực. Cái thứ hai là chúng mình rõ ràng nhận thấy được cả những sự tích cực và tiêu cực của tư duy này về mặt biểu hiện, nên chúng mình có thể đưa ra cả hai. Thứ nhất này, chị nghĩ rằng là để an toàn và cũng là để chuyên nghiệp hơn ý, là chúng mình đừng nên có một cái sự áp đặt khi nêu về biểu hiện đối với cái dạng đề bài mà không định hướng cho chúng ta một thái độ cụ thể. Có những đề bài định hướng cho chúng ta một thái độ cụ thể, ví dụ bàn luận về ý nghĩa của cái vấn đề A này đối với tuổi trẻ. Mà đã nói về ý nghĩa thì chắc chắn nó là tích cực rồi. Đấy, là đã điều hướng cho chúng ta là nghĩ theo hướng tích cực rồi. Nhưng có những đề bài nó trung lập như thế này thì việc của chúng mình cũng nên giữ một cái thái độ khách quan và cũng giữ một cái cách tư duy khách quan, một cái giọng văn khách quan để bàn về vấn đề, thay vì việc là áp đặt ngay từ đầu là nó là một vấn đề tích cực hay là tiêu cực. Thì ở đây, cái biểu hiện trong suy nghĩ nhận thức để nói một cách khách quan đối với cái tư duy đám đông này, đó là việc những người trẻ mà có tư duy đám đông ấy thì họ cho rằng ý kiến của đám đông là đúng. Đúng không? Những việc làm của đám đông là tốt. Các em công nhận điều này không? Cái biểu hiện này, thứ nhất nó là biểu hiện trong suy nghĩ nhận thức. Nghĩa là khi mà đối diện với một vấn đề thì những người trẻ mà có tư duy đám đông ấy thì họ sẽ cho rằng những gì mà đám đông lựa chọn thì đấy là ý kiến đúng, hay là những gì mà đám đông làm thì đó là những cái điều tốt. Còn chưa biết là đám đông nghĩ gì nhá. Được không ạ? Đấy, nên là nói một cách gọi là khách quan thì mình đưa ra được cái suy nghĩ, cái nhận thức như thế này. Được không ạ? Cái suy nghĩ, cái nhận thức như thế này, các em hiểu không? Đấy, chị không phủ nhận việc là các bạn đưa ra những cái biểu hiện nào là người sống phụ thuộc này, người tự ti này, rồi người lạc quan này, rồi người hiểu chuyện này. Các em có thể đưa ra trong bài viết của mình, nhưng ở đây vấn đề mà chị muốn nói đó là đề bài này là một đề bài rất là khách quan, thì trong phần biểu hiện các em hãy giữ một cái góc nhìn và một cái giọng văn khách quan, tránh cái việc áp đặt. Bởi vì khi mà mình áp đặt ngay từ đầu ấy thì đến lúc mà mình bàn luận về những cái khía cạnh khác chúng mình sẽ bị khó hơn. Bây giờ ngay từ đầu mình đã áp đặt tư duy đám đông là một điều tồi tệ, thế xong đến cái đoạn mà chúng ta lật lại vấn đề nha, mở rộng vấn đề, bàn luận với cả quan điểm trái chiều là khẳng định tư duy đám đông là tốt, đến lúc đấy mình lại thấy cũng đúng, cũng đúng. Thế là từ trong chính cái tư duy của mình đã bị lung lay rồi thì là không ổn. Nên tốt nhất là hãy giữ một cái thái độ
khách quan ngay từ đầu, được không? Và hãy hiểu rằng là không có cái gì hoàn toàn tốt và không có cái gì hoàn toàn xấu cả. Nếu như em đang bị nghiêng nhiều về cái hướng tiêu cực, em hãy thử nghĩ về cái hướng tích cực xem có trường hợp nào cái vấn đề này là tích cực không, để mình kéo lại cái sự cân bằng trong tư duy của mình không bị hoàn toàn nghiêng vào bên nào cả. Đấy, ok chưa nhá? Thì đây là cái biểu hiện đầu tiên trong suy nghĩ nhận thức của vấn đề là tư duy đám đông. Biểu hiện thứ hai trong suy nghĩ nhận thức, nếu như để hỏi chị về số lượng ý thì mỗi cái ý này, mỗi cái khía cạnh này thì cần có mấy ý, thì chúng mình có từ khoảng 2 đến 3 ý. Nếu nhiều hơn thì chúng mình có thể nêu ra, nhưng nếu nhiều quá thì mình phải chắt lọc. Bởi vì dẫu sao đây cũng chỉ là một ý trong phần bàn luận, mà bàn luận thì nó chỉ là một luận điểm trong phần thân bài. Mà bài văn của chúng ta có bao nhiêu? Có 600 chữ thôi các em ạ. Đúng không? Nên không có nhiều dung lượng để chúng mình có thể viết tràn lan đại hải ra đây. Nên trường hợp mà em không nghĩ ra được gì thì cố gắng làm sao nghĩ ra được một ý cho chị ở mỗi cái biểu hiện này, ở mỗi cái khía cạnh này. Còn nếu trường hợp em nghĩ ra nhiều quá thì em phải chắt lọc. Chắt lọc những cái gì nổi bật nhất, những cái gì tiêu biểu nhất thôi. Cũng giống như việc là chúng ta đang 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 mắc một cái căn bệnh có rất là nhiều những triệu chứng. Nói hơi tiêu cực một chút nhá, nhưng mà chị muốn lấy ví dụ cho các bạn là chúng ta ví dụ đang mắc một căn bệnh có rất nhiều triệu chứng, thì khi mà đi khám cho bác sĩ thì chúng ta sẽ nêu ra cái triệu chứng chúng ta gặp phải nhiều nhất, cái triệu chứng khác biệt nhất, nổi bật nhất. Đó, thì ở đây cũng thế, nếu như trong trường hợp các em có nhiều ý quá thì các bạn phải hệ thống nó ra xem là có những ý nào bị trùng lặp không, rồi mình lựa chọn những cái gì nổi bật nhất thôi nhá. Rồi thế ví dụ ở đây nếu mình đưa ra thêm một cái biểu hiện nữa về suy nghĩ nhận thức của cái tư duy đám đông thì chúng mình có thể đưa ra là gì nhỉ? Những bạn trẻ mà có tư duy đám đông ấy thì một điều nữa đấy là họ tâm niệm rằng, đúng không ạ? Họ tâm niệm rằng cứ làm theo đám đông thì sẽ là an toàn, đúng không? Đấy, họ tâm niệm rằng làm theo đám đông, hoặc là xử sự theo đám đông, hoặc nói chung là theo đám đông. Cứ làm cái gì mà theo đám đông thì sẽ là an toàn. Đó. Đấy là hai cái biểu hiện tiêu biểu nhất trong suy nghĩ của một bạn trẻ mà có tư duy đám đông thì sẽ là như thế này. Các em có thế không? Các bạn có những cái biểu hiện này không? Coi trọng quan điểm một số đông, đúng, đồng ý. Có. Rồi chúng mình sẽ nhận ra là viết cái phần biểu hiện này thật ra là mình đang viết về chính mình đấy. Đặc biệt là đối với những cái vấn đề tích cực thì viết cái phần biểu hiện này là cứ làm sao mà mình thấy chính mình ở trong đó là các em cũng đã một phần thành công rồi đấy. Nhiều lúc có mà không nhận ra mình đang theo đám đông luôn chị ạ. Rồi đó, nếu như mà các bạn thấy mình có những biểu hiện này thì rõ ràng là tư duy đám đông cũng không phải là hoàn toàn xấu, đúng không? Đó là trong rất nhiều trường hợp tư duy đám đông giúp cho chúng ta có được những cái lựa chọn đúng đắn, an toàn. Đặc biệt là bạn nào mà không thích những cái sự nổi trội, bạn nào mà thích cái sự an toàn ấy, đấy thì lại rất là thích cái tư duy đám đông. Rồi tiếp tục quay trở lại đây các bạn ơi. Bây giờ cái khía cạnh thứ hai chính là những biểu hiện trong hành động, cử chỉ, lời nói đi. Nào, trong hành động. Chị viết tắt là hành động thôi nhá. Các em có thể nêu ra tất cả những cái biểu hiện về cả cử chỉ, lời nói. Những cái bạn trẻ mà có tư duy đám đông thì họ thường cư xử như thế nào? Họ thường có những lời nói ra sao? Hoặc là họ thường có những cái cử chỉ như thế nào? Thì ví dụ ở đây, về mặt hành động, chúng ta sẽ thấy là những người trẻ, những bạn mà có tư duy đám đông ấy, là họ sẽ như thế nào nhỉ? À, họ sẽ làm mọi cái hành động của mình theo cái hành động của số đông, đúng không? Số đông làm thế nào thì họ sẽ làm theo như vậy. Đấy là cái hành động nổi bật nhất của những người mà có tư duy đám đông. Đấy là cứ xem số đông làm như thế nào thì là họ sẽ làm theo như vậy. Đó, ok chưa? Được không ạ? Rồi,
tạm thời như vậy đi, cứ tạm thời như vậy là về hệ thống ý là như vậy, để các em có thể hiểu được như thế nào là biểu hiện trong suy nghĩ nhận thức và như thế nào là biểu hiện trong hành động cử chỉ lời nói. Và các bạn có thấy là khi mà chúng ta đã có được một cái hệ thống các khía cạnh rồi thì việc mà chúng mình tìm biểu hiện nó rất là dễ. Nó giống như việc chúng ta đang bơi ở giữa đại dương xong bây giờ là có những cái ngọn hải đăng ấy soi đường chỉ lối cho chúng ta và chúng ta cứ việc đi theo cái đường lối như thế thôi. Nó khác với việc là bây giờ không có khía cạnh nào cả, không có hệ thống khía cạnh nào cả. Chúng mình cứ mãi mông lung trong cái câu hỏi là như thế nào là một bạn trẻ có tư duy đám đông nhỉ? Và chúng mình bị lắt nhắt trong hệ thống ý. Đấy, thì bây giờ làm sao mà cái hệ thống ý của chúng ta trong phần biểu hiện này này nó cụ thể, nó sinh động đấy, nhưng mà nó cũng phải đi theo một hệ thống. Nó có một cái hệ thống chặt chẽ thì nó vừa giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian trong việc tư duy, lại vừa giúp cho chúng ta có thêm thời gian để suy nghĩ làm sao nắn nót câu chữ, sao cho nó hay, sao cho nó đặc sắc. Chứ bây giờ từ việc nghĩ là đã không nghĩ ra ý tưởng gì thì làm sao mà viết hay được. Ok không ạ? Đấy, nhá. Nhưng trong cái phần biểu hiện nó không chỉ dừng lại ở đó các em ạ. Nếu như mà các bạn đã trình bày được các biểu hiện theo một hệ thống rất là chặt chẽ rồi thì nó mới chỉ là đúng và đủ thôi. Thế còn làm như thế nào để nó mới ở trong cái phần biểu hiện này? Thì các bạn ơi, các em hãy nhận ra một điều như thế này giúp chị nhá. Đấy là trong cái phần biểu hiện ấy, mọi vấn đề, đặc biệt là những vấn đề về tư tưởng đạo lý, một khi nó vẫn đang được bàn luận, có nghĩa là nó vẫn đang có những biểu hiện cụ thể trong đời sống hôm nay và sẽ có những cái hiện tượng đời sống, sẽ có những cái trào lưu, nó là minh chứng cho cái vấn đề đó. Có những vấn đề đã rất quen thuộc như là lòng yêu nước, có những vấn đề đã rất là gần gũi với chúng ta như là ước mơ, khát vọng, hay những vấn đề về ý chí hay sự chăm chỉ, sự kiên cường đi, được không? Nó đang rất là quen thuộc với chúng mình rồi. Nhưng nếu như chúng mình nhìn kỹ hơn vào trong đời sống, chúng mình sẽ thấy là mọi cái hiện tượng, mọi cái trào lưu đang diễn ra trong cuộc sống hôm nay thì một phần nó cũng bắt nguồn từ những vấn đề đã rất cũ, đã rất là truyền thống như thế rồi. Đấy, đúng không ạ? Chị lấy ví dụ nhá. Đối với một cái vấn đề đã rất quen thuộc như là lòng yêu nước, thì ngày nay chúng mình lại thấy được một cái hiện tượng. Đó là hiện tượng các nghệ sĩ đưa cái màu sắc của dân gian, đưa những cái yếu tố dân gian vào trong những sáng tác của mình. Một loạt những cái ca khúc của Hoàng Thùy Linh này, hay là một loạt những cái tiết mục của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai này, đúng không? Đấy, và được giới trẻ đón nhận rất là nhiệt tình, rất là hưởng ứng. Thế thì một cái trào lưu của cuộc sống hôm nay mà ngày trước chúng ta không thấy, thì chúng mình lại nhìn thấy được là cái trào lưu đó nó cũng một phần bắt nguồn từ một vấn đề rất quen thuộc, đó là lòng yêu nước. Hay là đối với vấn đề là về ý chí nghị lực đi, đúng không ạ? Đối với vấn đề về ý chí nghị lực thì chúng mình thấy có một cái hiện tượng ngày nay đang được các bạn trẻ quan tâm nhiều, đấy là nỗ lực ảo. Thì nỗ lực ảo nó cũng là một vấn đề có liên quan, nó cũng là một cái minh chứng, là một cái biểu hiện của vấn đề về ý chí nghị lực. Hay là về vấn đề ước mơ khát vọng đi, chúng ta đã bàn luận về nó quá nhiều rồi, quá quen thuộc rồi. Nhưng ngày nay có những cái trào lưu liên quan tới vấn đề về ước mơ khát vọng như là áp lực đồng trang lứa. Những cái hiện tượng được nhiều người quan tâm ấy ạ, áp lực đồng trang lứa này, hay là xu hướng nghỉ hưu sớm này, xu hướng bỏ phố về quê này. Đó, hay là xu hướng làm việc tự chủ thời gian này. Những cái trào lưu, những cái xu hướng nghề nghiệp hiện nay nó cũng liên quan tới vấn đề về ước mơ khát vọng. Vậy nếu như mà chúng mình đưa được những cái hơi thở của cuộc sống hôm nay vào trong phần bàn luận của một vấn đề tưởng chừng như đã cũ thì điều đó rất tuyệt vời chứ. Và mình hoàn toàn làm được, chỉ là các em biết đến hay chưa thôi. Nên bây giờ cứ làm sao nhớ chị một điều nữa này. Trong cái phần bàn luận về biểu hiện thì không chỉ đưa ra những cái biểu hiện chung, những cái biểu hiện muôn thuở, những cái biểu hiện mà mang tính gọi là lối mòn, thì chúng mình hãy có thêm một ý nữa trong phần biểu hiện này, đó là đưa ra những cái hiện tượng, những cái trào lưu của cuộc sống hôm nay.
Và nó liên quan tới cái vấn đề này này. Là từ cái hiện tượng đấy mà chúng ta nghĩ được tới cái vấn đề này này. Đấy, đưa vào trong phần biểu hiện này như là một cái ý bàn luận sâu hơn về biểu hiện. Đó, ok chưa? Ví dụ luôn, nào, ví dụ. Với đề bài về tư duy đám đông đi. Nào, tư duy đám đông. Thì các em thấy là giới trẻ ngày nay có những cái lối sống hay là có những cái thói quen nào mà chịu ảnh hưởng từ tư duy đám đông ạ? Thôi rồi. Rồi chị chỉ muốn lấy ví dụ thôi chứ không có bất cứ một cái sự bàn luận gì ở đây đâu nhá, được không ạ? Chị chỉ lấy ví dụ về chương trình như vậy thôi. Nào, bây giờ quay trở lại đây. Về tư duy đám đông ạ. Thì các em thấy là có cái trào lưu gì hay là có cái thói quen hay là có cái lối sống gì của giới trẻ ngày nay mà nó chịu ảnh hưởng từ tư duy đám đông ạ? Bắt chen. Hiệu ứng domino. Hiệu ứng domino thì nó là một cái cách gọi, một cái gọi là cách đặt tên cho rất nhiều những cái hiện tượng chứ nó không phải là tên của một hiện tượng nhá. Bắt chen này. Bắt chen chị thấy là rất là ok đấy, bởi vì sao ạ? Cứ có bất cứ một cái trào lưu nào xuất hiện là có những người trẻ họ sống cho cái việc bắt chen đấy. Họ có thể không làm bài tập. Có thể không thực hiện những cái nhiệm vụ của bản thân nhưng mà bắt chen thì không thể thiếu. Đó, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì những cái chen đó là những điều mà có nhiều người quan tâm, đó là cái sở thích của đám đông. Thế nên là một người có tư duy đám đông thì những bạn trẻ sẽ muốn là làm sao bắt chen, bắt kịp với những cái xu hướng. Nếu không thì mình sẽ không trở thành đám đông, mình sẽ không phải là một phần của đám đông. Đã gọi là chen, đã gọi là xu hướng thì có nghĩa là nó là sự lựa chọn của đám đông. Vậy bây giờ các bạn trẻ bắt chen chính là việc mà các bạn đang đang có cái tư duy đám đông. Nhớ, đúng không ạ? Rồi, rất là tốt, rất là tốt. Chúng mình đang dùng đúng theo cái lăng kính của cuộc sống hôm nay để nhìn nhận về vấn đề này đấy. Thế còn còn cái gọi là lối sống gì nữa không ạ? Thiết thực hơn nữa đi. Thì có phải là khi mà chúng mình thấy một vấn đề nào đó được bàn luận sôi nổi ở trên mạng xã hội, việc đầu tiên của chúng mình không phải là đi suy nghĩ để tự vấn rồi là tự nhìn nhận và tự đưa ra ý kiến của mình, mà thay vào đó là chúng ta làm gì? Chúng ta đọc bình luận. Chúng ta vào đọc bình luận, đọc xem là nhiều người có cái xu hướng như thế nào. Đấy, đọc xem là đám đông có lựa chọn như thế nào thì mình sẽ nghiêng theo cái lựa chọn đấy. Đấy, hay là có một cái vấn đề nào đó của những người nghệ sĩ. Thế là xong có rất nhiều những bình luận nhá. Trước đây ấy, thì là họ có cái suy nghĩ như nào thì họ sẽ đưa ra quan điểm của mình ở đó. Nhưng bây giờ lại có rất nhiều những bình luận kiểu như mọi người bênh ai để em đi theo này, đúng không ạ? Đó, mọi người bênh ai để em theo về cái phe đó đây này. Đúng không? Thì đấy cũng là một cái biểu hiện của tư duy đám đông. Là khi đối diện với vấn đề là chỉ có quan tâm tới bình luận thôi, chỉ quan tâm tới suy nghĩ của mọi người như thế nào, của đám đông như thế nào thì mình sẽ đi theo đó. Thế hay là việc chúng mình mua hàng online đi. Bên cạnh những cái tiêu chí chúng ta cân nhắc như là dựa trên công năng của sản phẩm, giá thành, thì một trong những cái xu hướng bây giờ đó là đọc cái bình luận, đọc cái gọi là cái phần review, đọc những cái phần phản hồi của khách hàng khi đã sử dụng cái sản phẩm đó. Và có nhiều người là đặt cái tiêu chí những phản hồi của khách hàng lên trên hàng đầu luôn. Tất cả mọi tiêu chí khác nó đều chỉ xếp thứ hai, thứ ba, thậm chí là xếp sau sau sau. Còn cứ phải vào xem phản hồi của mọi người như thế nào, đúng không? Xem có 5 sao không, có bóc phốt gì không thì mình mới mua. Nó là thói quen mua hàng luôn đấy. Đúng không? Đấy, và bởi vậy mà những cái doanh nghiệp mà họ buôn bán hàng online thì họ cũng rất là kỹ cái khâu là làm sao để cho cái mặt hàng của mình nó uy tín, làm sao mà được nhiều những cái đánh giá tốt. Đó đều là những cái vấn đề, những cái trào lưu, những cái hiện tượng mà nó liên quan tới tư duy đám đông. Các em thấy không? Đấy, tội gì mình không đưa vào. Việc mà chúng mình đưa những hiện tượng như thế này vào trong bài của chúng ta là việc mà chúng mình đưa hơi thở của cuộc sống hôm nay vào trong một vấn đề tưởng chừng như đã quá quen thuộc. Mà cái gì mới thì nó cũng rất là thu hút.
Mà đây cũng là một cái dạng bằng chứng đấy nhỉ. Đây cũng là một dạng bằng chứng. Thì thay vì việc là trong thân bài của chúng mình cứ nêu lý lẽ hết đi xong rồi mới có một cái đoạn văn riêng để đưa bằng chứng, thì tại sao chúng ta không viết đến đâu thì đưa bằng chứng đến đấy? Lý lẽ nào tương ứng với bằng chứng đó? Đúng không ạ? Đây là một cái dạng bằng chứng đấy. Nó không phải là một người cụ thể, nhưng đó là cái hiện tượng trong đời sống xã hội. Đó là bằng chứng khách quan, là những điều đã và đang diễn ra. Người ta có thể kiểm chứng được trong cuộc sống. Đấy, mà yêu cầu của bài nghị luận xã hội là lý lẽ và bằng chứng là phải nhuần nhuyễn với nhau. Nên đây là một cái gợi ý để giúp cho các em bàn luận sâu hơn trong phần biểu hiện, nếu như trong bài văn của mình có cái phần biểu hiện này nha. Rồi, đồng ý. Vậy bây giờ coi như là mình đã gọi là biết được, mình đã xong cái khâu là viết gì rồi, mình đã biết là trong cái đoạn văn này mình sẽ viết cái gì rồi. Nhưng vấn đề là viết như thế nào. Đấy, nên bây giờ các bạn sẽ chuyển sang cái hàng cái cột bên cạnh cho chị nhá. Đây chính là dàn ý đấy ạ, cái cột viết gì này chính là dàn ý. Thế còn cái cột viết như thế nào chính là phần mình viết hoàn thiện. Thì đối với một cái phần, một cái gọi là một cái ý nhỏ trong phần bàn luận như thế này, chúng mình có thể viết bằng một đoạn văn riêng, đúng không? Phần bàn luận mình có hai ý chẳng hạn thì mình sẽ có hai đoạn văn chẳng hạn. Thế thì khi mà đã tách thành một đoạn văn riêng thì điều đầu tiên là chúng mình phải quan tâm tới cái việc chuyển ý nghĩa. Sẽ là cái đoạn văn nó nằm ở giữa bài, trước đó có những đoạn văn khác và sau nó cũng có những đoạn văn khác. Thế nên phải có một cái sự liên kết nhịp nhàng với các đoạn văn còn lại trong bài văn. Vậy trong cái phần viết như thế nào này, điều đầu tiên chúng mình quan tâm đấy là mình phải chuyển ý ra sao. Đúng không? Mình phải chuyển ý ra sao? Thì có rất là nhiều cách chuyển ý nhá. Chị liệt kê ra ở đây một số những cách để các em tham khảo này. Cách đầu tiên là mình đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi ở ngay đầu đoạn văn, dùng câu đầu tiên để đặt câu hỏi luôn. Vừa giúp chúng mình chuyển ý tốt và vừa giúp chúng ta nêu ra được khía cạnh sẽ bàn luận ở đây. Giống như là câu chủ đề của đoạn là mình đặt lên đầu tiên luôn. Vậy, như thế nào là tư duy đám đông? Hoặc là vậy, tư duy đám đông được biểu hiện như thế nào trong các bạn trẻ ngày nay? Hỏi chấm. Rồi sau đó mình đi vào bàn luận chi tiết. Được không? Đấy là cách đặt câu hỏi đấy. Nhá, có cách này dễ lắm. Nhưng chúng mình không nên lạm dụng quá. Bởi vì nếu mà lạm dụng đoạn nào mình cũng đặt câu hỏi như thế thì nó lại khiến cho bài của mình bị nhàm chán. Nhưng các em hãy biết đến cách này và hãy dùng nó ở trong bài. Tội gì không dùng, vừa dễ vừa đúng và nó còn tạo ra một cái giọng điệu có cái sự dẫn dắt đối với bạn đọc nữa. Thứ hai, cách thứ hai là chúng mình cũng là đặt câu chủ đề lên đầu đoạn. Nhưng mà chúng mình sẽ không đặt câu hỏi nữa mà chúng mình sẽ khẳng định là không khó để nhận ra những biểu hiện của vấn đề nghị luận trong cuộc sống hôm nay hoặc là trong đời sống. Được không? Đây như một công thức ý ạ. Ví dụ như là không khó để nhận ra những biểu hiện của tư duy đám đông trong các bạn trẻ ngày nay. Thì viết cái câu này ở đầu đầu đoạn là vừa giúp chúng ta chuyển từ cái ý ở đoạn bên trên sang cái ý về biểu hiện. Và cũng vừa giúp cho chúng ta nêu ra được, giới thiệu được là đoạn văn này tôi sẽ tập trung viết về biểu hiện. Được không nào? Đấy, nhá. Cái phần biểu hiện, có những bạn thấy nó rất giống dẫn chứng đúng không? Nhưng không, biểu hiện ở đây là việc chúng ta nhìn vào những dẫn chứng trong đời sống, nhưng chúng ta có cái sự suy luận để rút ra được những đánh giá của mình. Chứ không phải là chúng mình cứ đi liệt kê, cứ nêu biểu hiện hay là cứ nêu là không khó để nhận ra những biểu hiện của vấn đề nghị luận trong đời sống là ngay sau đó chúng mình chỉ được nêu bằng chứng. Không phải như thế nhá. Phần biểu hiện nó là một ý bàn luận, mà trong bàn luận thì sẽ có cả lý lẽ và bằng chứng, chứ không phải là biểu hiện thì đồng nhất với bằng chứng đâu nha. Được chưa ạ? Hoặc cách thứ ba là chúng mình sẽ dùng từ nối, dùng những cái từ có chức năng nối, ví dụ như là bên cạnh đó, không chỉ vậy. Tuy nhiên, tùy vào mối quan hệ giữa các đoạn văn để chúng mình sử dụng từ nối cho nó phù hợp.
Ví dụ từ tuy nhiên là để kết nối giữa hai đoạn văn mà có nội dung đối lập nhau. Không chỉ vậy hay bên cạnh đó thì nó là kết nối giữa những đoạn văn có nội dung bổ sung cho nhau. Thì các bạn sẽ linh hoạt sử dụng nhé. Được chưa? Ví dụ như là với ý này thì chị sẽ dùng cái cách thứ hai chẳng hạn. Chị sẽ viết ở ngay đầu tiên cái đoạn văn này sẽ viết là không khó để nhận ra những biểu hiện của vấn đề nghị luận, à của tư duy đám đông trong các bạn trẻ ngày nay. Được không? Ví dụ nhá. Ví dụ này. Đây, cái phần ví dụ viết chi tiết thì chị sẽ dùng cái mực màu đỏ để các bạn dễ nhìn hơn nhá, để dễ phân biệt hơn. Đây, ví dụ là không khó để nhận ra những biểu hiện của tư duy đám đông trong các bạn trẻ ngày nay. Đó, được chưa nào? Đấy là cái câu chuyện ý. Xong câu đó rồi thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái việc là mình sẽ bàn luận cụ thể ra sao. Đúng không? Ừ, chị gọi cái phần tiếp theo là phần bàn luận cụ thể nhá. Và các em hiểu giúp chị phần này chính là phần mà chúng ta viết nối tiếp vào cái câu chuyện ý này thì mình sẽ viết như thế nào. Phần này chính là phần mà chúng ta sẽ viết chi tiết cho hai cái dấu cộng này này. Được không? Nhá. Thì trong phần tìm ý là mình đã tìm ra được các ý kha khá rồi. Thì trong phần viết cụ thể này, làm sao mình đảm bảo được về thứ tự các ý, sự kết nối giữa các ý. Được không? Như thế là chúng mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bởi vì đó là những ý nào thì mình đã tìm được ở bên tìm ý rồi. Bây giờ chỉ là việc mình sẽ trình bày nó ra sao, theo một thứ tự như thế nào và có sự liên kết hài hòa với nhau, thế là xong. Vậy thì để mà có thể có được những cái công thức và có được những cái cách diễn đạt, bây giờ em có ý rồi, bây giờ em sẽ cụ thể hóa ra thành câu văn hoàn chỉnh như thế nào, thì chị gợi ý cho chúng mình một số những công thức như sau, các bạn có thể tham khảo nhé. Đi từ những công thức đơn giản cho đến những công thức có phần phức tạp hơn đi. Công thức đơn giản nhất đấy chính là dùng cái cấu trúc câu vấn đề nghị luận là khi, rồi chúng mình nêu ra biểu hiện. Ví dụ tư duy đám đông là khi có là khi các bạn trẻ cho rằng ý kiến của đám đông là đúng, việc làm của đám đông là tốt. Thế là mình đã có một câu nêu ra biểu hiện rồi đấy. Được không? Nha. Công thức thứ hai là cái công thức để chúng mình kết nối giữa các cái ý về biểu hiện với nhau. Đó là vậy thêm những cái công thức để các em bàn luận đã chứ nhở? Đúng không? Thì ở đây đối với từng ý thì bên cạnh cái công thức này các em cũng có thể viết là ta có thể hoặc là ta nhận ra vấn đề nghị luận là khi. Nó hơi khác so với công thức bên trên thôi, nhưng nó cũng là khác đi một chút rồi thì các em có thể tham khảo. Hoặc là chúng mình cũng có thể viết người mang trong mình hoặc là người cộng với cả cái vấn đề nghị luận đấy. Như thế nào thì nêu biểu hiện ra. Ok chưa? Đó. Rồi một cái ý tưởng nữa. Nếu như mà ba cái cách này là mình đã thấy nó quá quen thuộc rồi và có phần nhàm chán rồi thì em có thể nghĩ tới cái ý tưởng đấy là dùng hình ảnh. Tư duy bằng hình ảnh, mình có một cái câu văn nào đó dùng hình ảnh so sánh. Bây giờ mình không nêu cụ thể trực tiếp biểu hiện của vấn đề nữa mà mình ví von cái biểu hiện đấy nó giống như là một hình ảnh nào đó trong đời sống. Ví dụ như là với cái biểu hiện về mặt hành động này là những người mà có tư duy đám đông là họ sẽ xem số đông làm gì thì họ làm theo như vậy. Nhưng bây giờ mình không diễn đạt như thế. Mình sẽ có thể dùng hình ảnh như là ví đám đông như là một cái đầu tàu ấy, một cái đầu tàu, được không ạ? Đó, mình ví như thế, mình có thể ví là đám đông giống như là một cái đầu đầu tàu đám đông giống như một cái đầu tàu, còn mỗi cá nhân giống như là một toa tàu nhỏ. Tư duy đám đông sẽ thôi thúc mọi người hành động theo, cũng giống như là toa tàu thì sẽ kéo theo, sẽ định hướng cho cả cái đoàn tàu đó. Thì tư duy đám đông cũng sẽ khiến cho những cái quyết định của số đông
ảnh hưởng tới hành động của mọi người. Đấy, mọi người hành động theo đám đông giống như là việc các toa tàu là cứ nhìn vào đầu tàu đi theo hướng nào thì các toa tàu rẽ theo như thế thôi. Là mình dùng cái hình ảnh về toa tàu, mình dùng cái hình ảnh về con tàu để ví von, để diễn đạt nó khác đi. Bởi vì nếu như mà cái biểu hiện nào cũng viết như thế này ý, thì lại thấy nó nhàm chán quá. Thì các em hãy nghĩ tới cái việc là dùng hình ảnh để diễn đạt các bạn nhé. Cách diễn đạt bằng hình ảnh thì thật ra là việc chúng mình dùng biện pháp so sánh. Nếu không dùng so sánh, mình có thể dùng những biện pháp khác để đưa được những cái hình ảnh cụ thể sinh động vào trong câu văn của mình. Còn nó không phải là một một cái ý mới nha, nó không phải là một ý mới, nó chỉ là một cách diễn đạt cho một ý chúng ta đã tìm ra thôi. Ok chưa nào? Đấy là các cái công thức để chúng mình có thể bàn luận cụ thể. Đây, ví dụ nha, ví dụ. Để viết hoàn chỉnh cho cái phần ví dụ này thì chị mong muốn là quá trình mà chị viết thì còn có thể rút ra được những kinh nghiệm, sửa được những cái lỗi trong quá trình diễn đạt của các em nữa. Bởi vậy mà bây giờ ý thì đã có nha, công thức cũng đã đủ nha. Thì các bạn sẽ thực hiện một cái nhiệm vụ như sau giúp cho chị này. Một buổi học chúng mình cần phải thực hành nữa chứ, đúng không? Thực hành để mình còn có thể nhận ra được là mình đã viết tốt ở đâu, chưa tốt ở đâu. Nên bây giờ chị có một cái nhiệm vụ nho nhỏ như sau. Đơn giản thôi, các em chỉ cần viết khoảng 3 đến 5 câu. Đây, cụ thể nhá, là chị sẽ gửi cho các bạn một cái link palette. Các bạn sẽ thực hiện yêu cầu như sau. Dùng 3 đến 5 câu trình bày một biểu hiện của tư duy đám đông. Nghĩa là các em chọn chọn một trong ba cái ý này nhá. Đây, một trong ba cái dấu chấm này. Được chưa? Các em chọn một trong ba cái dấu chấm này. Một trong ba thôi chứ không phải là viết về cả ba cái dấu chấm này đâu. Dùng 3 đến 5 câu để viết nha. Trong đó, trong 3 đến 5 câu đó thì cần phải có cái việc là mình nêu rõ được khía cạnh của biểu hiện. Có nghĩa là em chọn khía cạnh về suy nghĩ nhận thức hay em chọn khía cạnh về hành động thì em phải nêu rõ trong cái câu văn của mình này. Thứ hai là em phải phân tích được những biểu hiện. Có nghĩa là không được chỉ nêu không mà em phân tích nó ra, nêu cụ thể nó ra. Rồi trong 3 đến 5 câu đó thì em có một câu, ít nhất là một câu sử dụng hình ảnh. Ok không? Đó. Và trong 3 đến 5 câu đó thì cũng nêu được ít nhất một hiện tượng trong đời sống hiện nay liên quan đến vấn đề. Đây này, những cái hiện tượng này này. Các em đã rõ nhiệm vụ chưa ạ? Về dung lượng là chỉ cần 3 đến 5 câu thôi, 3 câu cũng được nhá. Rồi thứ hai, về nội dung này là các em chọn một trong ba cái ý này. Hoặc là nêu ra biểu hiện về mặt suy nghĩ nhận thức của những người có tư duy đám đông. Hoặc là nêu ra những biểu hiện về mặt hành động của những người có tư duy đám đông. Và trong 3 đến 5 câu đó phải có một câu là nêu ra khía cạnh, là khía cạnh hành động hay là khía cạnh suy nghĩ nhận thức. Cũng phải có cái việc phân tích rõ những biểu hiện này chứ không được chỉ nêu không. Rồi cũng có ít nhất là một hình ảnh chúng mình ví von và có ít nhất một cái hiện tượng trào lưu trong cuộc sống ngày nay được đưa vào trong đó. Em đã rõ nhiệm vụ chưa ạ? Thì bây giờ chúng mình sẽ có 10 phút để thực hiện cái nhiệm vụ này nhá. Để chị gửi link cho các em nha. Các bạn sẽ vào làm luôn nha. Chị đã gửi link rồi đấy. Các bạn sẽ bắt đầu làm nhé. Chúng mình có 10 phút. Chúng mình có 10 phút. Bắt đầu từ bây giờ là 9 giờ 25 thì đến 9 giờ 35. Thời gian của chúng mình sẽ kết thúc. Các em đã rõ nhiệm vụ chưa ạ? Chị xin lỗi, chị gửi cho mỗi bạn Minh Ngọc. Rồi chị xin lỗi để chị gửi lại nhé. Đây chị gửi lại. Rồi chị gửi lại rồi nha. Chị xin lỗi, chị lại gửi nhầm cho mỗi bạn Minh Ngọc. Chị gửi lại rồi đấy, các bạn đã thấy chưa ạ? Rồi. Ừ, chị thấy các bạn thả like rồi đấy. Nhớ thực hiện theo đúng yêu cầu nhá. Thực hiện sai yêu cầu rồi xong bảo em không viết kịp là lại kêu với chị là chị không biết thế nào đâu. Yêu cầu là đã theo cái ước lượng thời gian cho chúng mình rồi.
Và nó hết sức đơn giản rồi. Đây chị mở lại cái phần hệ thống ý để các em lựa chọn nha. Các bạn muốn vào gõ thì các em ý có nhìn thấy cái biểu tượng dấu cộng không ạ? Có cái dấu cộng ấy. Có cái biểu tượng dấu cộng thì các em bấm vào đấy là sẽ có cái chỗ để chúng mình ghi. Chị thấy có những bạn đang bắt đầu thực hành rồi, có những bạn đang bắt đầu viết rồi ạ. Đây chị thấy ở đây trên màn hình đây. Đây chị thấy 10 bạn đây này. Hơn 10 bạn là đang viết rồi đây. Truy cập vào đường link mà chị đã gửi ở trong hộp chat nhé. Các anh chị trong team chị Hiên cũng đã gửi lại giúp chị rồi đấy. Các bạn truy cập vào trong cái đường link đó. Thực hiện theo đúng yêu cầu mà chị vừa mới giải thích nha. Đây này, cái đường link Palette, các bạn sẽ truy cập vào đó là sẽ thấy cái hình dấu cộng ở đấy và các em bấm vào đó là sẽ có chỗ để chúng mình gõ, chúng mình viết nhé.
Chị đã thấy có những bạn nộp bài rồi nha. Và đang thấy có một số những vấn đề mà các bạn hoàn thành rồi thì chị sẽ bắt đầu chữa nhé. Mình còn 1 phút thôi các em nhé. Những bạn nào đang thực hiện, chúng mình nhanh chóng hoàn thiện bài làm của bản thân nha. Em ơi, thêm 2 phút nữa nha, để bạn nào mà chưa hoàn thiện thì chúng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành cái phần viết của bản thân nha. Các em ơi, chị sẽ bắt đầu chữa nhá. Thật ra ở đây không phải là chữa mà qua việc các bạn thực hành ấy thì chị thấy có một số những vấn đề nổi bật như thế này. Nếu như mà các bạn đọc kỹ, chị vẫn sẽ giữ lại cái link này nhá. Chị sẽ gửi lại ở trong nhóm Zalo để các bạn có thể vào xem lại bài làm của mình cũng như là tham khảo phần viết của các bạn khác. Hôm nay thì chị không thể, trong thời lượng của buổi học thì chị không thể là nhận xét chi tiết cho từng bài, nhưng những bài mà các bạn đã nộp ở trong cái palette này thì trong những ngày tiếp theo các chị ở trong team học văn chị Hiên sẽ vào đọc và góp ý cho từng bài một nhé. Đó, nào bây giờ các bạn ơi, các em tập trung vào đây. Chị đang rất rất muốn ngay lập tức nhấn mạnh cho chúng mình một điều như thế này. Chị đang thấy ở đây rất là nhiều những phần viết đang bàn luận về biểu hiện nhưng mà lại là đang đi phân tích về tác hại, lại đang đi phân tích về vai trò các em ơi. Đây đây, đây là lý do mà tại sao cái bài nghị luận xã hội của chúng mình nó không được mạch lạc và không được chặt chẽ đây này. Chúng mình đang đi bàn luận về biểu hiện nhưng mà lại có những câu văn như thế này. Đâu rồi ạ? Có những cái câu văn như thế này. Đây, đợi chị một chút. Đây, hình thành thói quen xấu chỉ biết làm theo người khác, biến con người thành những người thiếu bản lĩnh, dễ bị lôi kéo, kích động, mất đi cá tính riêng, thiếu đi tính tiên phong. Đấy là tác hại. Phải là biểu hiện nha. Nhấn mạnh lại một lần nữa, biểu hiện thì phải giữ một cái thái độ khách quan, một góc nhìn khách quan và chỉ nêu ra biểu hiện của vấn đề thôi. Chứ không không được nêu ra, không dùng những câu như là khiến cho người này thấy thế này, khiến cho người kia, khiến cho điều gì diễn ra, dẫn đến điều gì. Những cái cấu trúc câu đấy, những cái từ ngữ đấy là nó đang điều hướng cái đoạn văn của chúng ta sang cái hướng là bàn luận về vai trò, về tác động, về ý nghĩa hoặc là về tác hại rồi, chứ không phải là biểu hiện nữa. Đồng ý không ạ? Đây. Ví dụ nha,
Biểu hiện của tư duy đám đông được biểu hiện qua lối suy nghĩ cho rằng những ý kiến của đám đông cho là đúng, cho rằng những hành động của đám đông là đúng. Chưa bàn về lặp từ hay là những cái lỗi ngữ pháp nhá. Nhưng bạn có những câu như là việc suy nghĩ như vậy không hề mang tính khách quan, cho thấy chúng ta đang không có quan sát ý kiến của riêng mình nên chọn theo lối suy nghĩ của người khác. Đồng thời biểu hiện này cũng nói lên cái nhìn không bao quát một sự việc mà đã vội vàng hùa theo đám đông. Những cái từ ngữ như là nói nên này, nói lên này hay là dẫn đến này, khiến cho này, đó là những từ mà chúng ta dùng ở cái luận điểm bàn luận về vai trò cơ các bạn nha. Về vai trò, về sự cần thiết, về tác động thì chúng ta mới dùng những từ ngữ đấy. Còn ở trong những cái câu nêu biểu hiện này, chị vừa nhấn mạnh cho chúng ta là dùng nhiều những cái câu là khi này vào thì nó mới chuẩn, nó mới bám sát vào biểu hiện. Nhưng chị thấy ít bạn dùng quá. Hoặc là chỉ dùng trong một câu thôi. Chỉ dùng trong câu đầu tiên thôi, những cái câu phân tích thì lại đang nêu về tác hại mất rồi. Đấy. Hay là có một vấn đề nữa mà chị nhận thấy trong bài làm của các bạn là mặc dù chúng mình đã chốt với nhau là giữ một thái độ khách quan, nhưng hầu hết ở đây là chúng mình giữ một thái độ phê phán. Không hề khách quan đâu nha. Hầu hết những đoạn văn chúng mình viết ở đây là không phải là đang nêu ra biểu hiện của tư duy đám đông mà là đang nêu ra những cái khía cạnh tiêu cực của tư duy đám đông thì đúng hơn. Đấy, đúng không ạ? Vậy làm như thế nào đây? Làm như thế nào để mà có thể có được một cái phần bàn luận về biểu hiện đúng là biểu hiện chứ không bị lạc sang những cái luận điểm khác? Đây ví dụ nhá, có một cái đoạn văn chưa được quá chi tiết nhưng chị thấy giọng văn và thái độ viết là đang đúng là theo cái tính khách quan, nó không bị quá tiêu cực, không bị quá nghiêng về cái hướng tiêu cực. Ví dụ như không khó để ta nhận ra những biểu hiện của tư duy đám đông trong đời sống. Giống như một chuỗi domino thì những người có tư duy đám đông, họ coi trọng suy nghĩ của đám đông, sẽ luôn cảm thấy an toàn khi hành động theo số đông. Họ chạy theo những trào lưu trên mạng xã hội, có những thói quen mua hàng khi xem những đánh giá, lời review, vân vân. Đấy, tất cả những câu bạn viết trong đoạn này thì nó không có mang một cái màu sắc tiêu cực, phê phán hay là ca ngợi, mà chỉ đơn giản là nêu ra những cái biểu hiện của vấn đề thôi. Nhưng cái hình ảnh bạn dùng thì bạn chưa khai thác kỹ được cái hình ảnh đó, hơi tiếc như vậy. Đó, các em hình dung ra không ạ? Nha. Nhưng mà chị dành một cái lời ghi nhận và khen ngợi khi mà trong một cái thời gian như vậy, buổi học cũng đã kéo dài hơn so với dự kiến rồi, nhưng mà các bạn đã rất là quyết tâm và tham gia vào cái hoạt động này để chị cũng có cơ hội biết được là mặc dù từ phía chị đấy, chị cho rằng là hướng dẫn như vậy, những cái công thức như vậy là các em chỉ cần áp dụng một cái là xong luôn. Nhưng không, mặc dù cũng đã có công thức, cũng đã có những cái lưu ý và thậm chí là đã có dàn ý rồi, nhưng cái phần diễn đạt của chúng ta vẫn có rất nhiều những vấn đề. Đấy, và một điều nữa là trong quá trình các bạn làm thì chị thấy ở đây có những bạn có ý tưởng rất tốt nha. Ví dụ có bạn có ý tưởng như là chuỗi domino này, hay có bạn có ý tưởng so sánh tư duy đám đông giống như những con kiến đi theo hàng lối kiếm ăn. Thì ở đây chính xác hơn phải là những người có tư duy đám đông giống như những con kiến đi theo hàng lối kiếm ăn. Một khi mất dấu sẽ không thể biết mình phải đi theo phương hướng nào và phải lựa chọn con đường nào để đi tiếp và quay về tổ. Hay không ạ? Rất hay chứ. Trời ơi, đặc sắc lắm. Đấy, thế nên là không sợ là chúng mình không có ý tưởng. Quan trọng là chúng mình đã có định hướng và đã biết tới những cái ý tưởng như thế chưa? Biết tới những cái lối tư duy như thế hay chưa? Và ở đây không sợ là chúng mình không biết viết. Chỉ sợ là chúng mình chưa biết tới những cái cách viết nó đơn giản mà vẫn giúp cho chúng ta đạt hiệu quả. Quay trở lại đây nhá. Thứ nhất là chị sẽ lưu lại tất cả những cái này nhá. Đừng có bạn nào vào xóa đi đấy. Chị sẽ lưu lại và các chị ở trong team chị Hiên sẽ cùng nhau vào đọc và góp ý cho từng cái phần mà các bạn đã viết. Các em hình dung không? Đấy, nên là các bạn cứ yên tâm nhá. Nhưng chị tin là mặc dù chị chưa thể nhận xét được chi tiết từng bài, nhưng các bạn qua cái hoạt động này là các bạn cũng đã được một lần cụ thể hóa những gì chúng ta vừa học. Học đến đâu, thực hành đến đó. Đấy cũng là một trong những cái phương pháp học nó rất là hiệu quả đấy. Nên kể cả là trong quá trình các em học môn học nào, các bạn cũng hãy cố gắng là học đến đâu, có ví dụ đến đấy, có thực hành đến đấy các em nhé.
Còn đấy thì luôn luôn là cái cách dạy viết, dạy kỹ năng viết của học văn chị Hiên rồi. Trong các buổi học của các bạn lớp VIP, nếu như có những bạn ở đây thì các bạn cũng thấy là trong các buổi học viết, chúng mình luôn có ví dụ và luôn có những cái bài tập thực hành. Thì trong cái khóa học kỹ năng viết mà ngày mai chúng mình khai giảng ấy ạ, là cũng sẽ học tương tự như thế này. Đó, được không? Đó, được chưa nào? Nhá. Rồi, thế thì ở đây đối với những công thức để chúng mình có thể triển khai cái phần biểu hiện ra thì có lẽ cái mà chúng mình còn thiếu nữa đấy chính là sự kết nối giữa các câu, sự kết nối giữa các ý. Mình đã biết là từng câu sẽ viết như thế nào rồi, nhưng làm thế nào để kết nối các cái câu đấy thì vừa rồi là chỉ trong vòng 3 đến 5 câu thôi là chúng mình cũng đã lúng túng rồi. Thì chưa nói đến việc là mình viết cả một đoạn văn hoàn chỉnh. Đoạn văn của chúng mình là bắt đầu từ 3 đến 5 câu như thế này, đúng không ạ? Đó. Hay là bài văn của chúng ta là cũng bắt đầu từ những đoạn văn như thế. Thế nên bây giờ các bạn ghi thêm giúp chị một cái công thức nữa, đấy là những cái công thức để chúng mình có thể liên kết, được không ạ? Nhá, những cái công thức để chúng mình có thể liên kết, tạo ra một cái cấu trúc cho đoạn văn của chúng mình. Khi mà chúng mình cần phải viết nhiều biểu hiện, nghĩa là nêu nhiều ý ấy, thì chúng mình có thể dùng những cái cách liên kết như sau. Cách đơn giản nhất là cứ thứ nhất, rồi nêu ra ý 1, rồi đến thứ 2, rồi nêu ra ý 2, rồi đến thứ 3, nêu ra ý 3, vân vân cho đến hết. Đấy cũng là một cách. Bạn nào mà theo đuổi một cái giọng văn mạch lạc rõ ràng thì đi theo cách này rất là dễ này, đúng không? Cách thứ hai là chúng mình dùng dùng cái lối viết là nêu ra lần lượt từng khía cạnh một. Về mặt cộng với khía cạnh một, rồi chúng mình viết hết về khía cạnh một. Sau đó chúng mình nêu là về mặt cộng với khía cạnh hai. Và chúng mình lại viết hết những cái biểu hiện của khía cạnh hai ra. Chính những cái phương tiện liên kết như thế này nó giúp cho đoạn văn của chúng ta, mặc dù là không tách ý ra nhé, mặc dù là không tách đoạn ra, nhưng mà người đọc vẫn biết được là trong đoạn này có bao nhiêu ý. Có những thầy cô gọi đây là những cái dấu hiệu chỉ báo để giúp cho người đọc đọc dễ hơn. Mà đi thi chúng mình cũng cần phải hiểu cho giám thị, hiểu cho các thầy cô chấm bài chứ. Cứ làm sao mà chấm được một bài mà hệ thống ý là bạn ấy đã gọi là trình bày rõ ràng như thế này rồi, đúng không? Thì nó cũng sẽ cảm tình hơn và chắc chắn là mình sẽ được điểm về mặt cấu trúc ý rồi. Đó, tội gì bây giờ mình có hệ thống ý rõ ràng, mình thể hiện nó trong câu văn cũng cụ thể ra thì người viết cứ dựa vào đấy mà cho điểm. Thay vì việc mình có hệ thống ý nhưng mà mình trong lúc viết mình cứ giấu hết đi. Mình cứ giấu hết đi nên là người viết lại phải người đọc lại phải tự suy nghĩ xem là bạn này có những khía cạnh nào. Đó, cách này thì mình có thể ví dụ nhá, về mặt suy nghĩ, nhận thức, những bạn trẻ có tư duy đám đông là những người như nào đấy mình nêu hết ra. Thế sau đấy lại nêu là về mặt hành động, tư duy đám đông được thể hiện ở, để nêu ra. Đấy, thế là xong, đọc lên người ta biết ngay là bạn đấy đang trình bày về biểu hiện suy nghĩ, nhận thức và biểu hiện về mặt hành động, hai khía cạnh như thế. Đó. Tiếp tục một cách nữa, mình có thể dùng những cái cấu trúc câu như là không chỉ mà còn vân vân. Được không? Nhá. Được chưa ạ? Đấy, thế thì bây giờ chị sẽ liên kết tất cả những cái công thức này để có một phần ví dụ hoàn chỉnh. Các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn cùng theo dõi để chị cụ thể hóa cho những gì vừa mới hướng dẫn cho các em. Chị cũng xin thêm một ít phút cho buổi ngày hôm nay nhé. Đây các bạn đợi chị một chút. Đây, chị có một cái đoạn như thế này. Giờ chị sẽ gõ tiếp. Giờ chị sẽ gõ tiếp để các em theo dõi. Đầu tiên chị sẽ có một câu. Đây, câu bên trên nha. Không khó để nhận ra những biểu hiện của tư duy đám đông trong các bạn trẻ ngày nay. Sau đó thì chị sẽ viết rõ là về mặt nhận thức, suy nghĩ, người có tư duy đám đông thường mặc định rằng những quan điểm được nhiều người lựa chọn là đúng đắn, những hành động được nhiều người thực hiện là tốt đẹp. Họ kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn nơi đám đông. Đây này, chị đang triển khai cái ý này đấy ạ. Em nhận ra không? Được không? Em hình dung ra không? Đó, thì trong đó nhá, chị có một câu chuyển ý rồi này. Một câu chị nêu ra khía cạnh là về mặt nhận thức, suy nghĩ. Rồi chị có những câu phân tích kỹ hơn những cái biểu hiện này. Thứ nhất,
Người có tư duy đám đông thường mặc định rằng những quan điểm được nhiều người lựa chọn là đúng đắn, những hành động được nhiều người thực hiện là tốt đẹp. Thế là xong cái ý này nhá. Tiếp này, phân tích sang đến cái ý thứ hai. Họ kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn nơi đám đông. Một cái ý phân tích nữa đi, một câu nữa, vẫn nằm trong ý đấy thôi. Họ không thích suy nghĩ và lựa chọn. Được không? Họ không muốn mình lạc loài so với những người khác. Họ không muốn mình lạc loài so với những người khác. Đấy, thế là chị xong cái ý này nhá. Chị xong cái ý đầu tiên nhá. Về mặt suy nghĩ nhận thức, thế là xong. Và các bạn để ý này, là ở đây chị dùng những cái câu văn, không có những cái câu nào mà theo cái hướng là khiến cho đâu nhá. Khiến cho hay là dẫn đến cái gì là không có đâu nha. Bởi vì những cái câu đấy nó không phải là trong luận điểm biểu hiện. Biểu hiện là phải nêu ra là thường như thế nào. Đấy, thường mặc định rằng, được không? Rồi họ làm gì, họ như thế nào thì nêu ra ở đây. Tiếp, bây giờ đến cái ý thứ hai về mặt hành động này. Về mặt hành động. Người trẻ hành động đa số những người khác cùng hoàn cảnh. Phần này chị viết ra rồi, bây giờ chị đang phải nhìn để chị gõ lại cho nó nhanh, được không? Về mặt hành động, tư duy đám đông thôi thúc người trẻ hành động theo đa số những người khác cùng hoàn cảnh. Và các bạn cũng nhận thấy là các câu văn ở đây là không có câu văn nào là theo cái ý là phê phán, lên án hết nha. Đấy, ví dụ nếu như mà theo cái ý phê phán thì sẽ là họ lười suy nghĩ, lười lựa chọn. Nhưng ở đây giữ một thái độ khách quan thì chúng mình chỉ nhận thức rõ là họ không thích suy nghĩ, không thích lựa chọn, không thích tự lựa chọn, không muốn mình lạc loài so với những người khác. Đơn giản thế thôi, được không ạ? Nó có thể là khía cạnh tốt, cũng có thể là khía cạnh xấu. Tôi chỉ đang nêu ra biểu hiện thôi ạ. Đấy. Thế nhưng nếu như dừng lại ở đây, đã đủ ý rồi nha. Dừng lại ở đây, được rồi. Được rồi. Nhưng nếu như mà muốn viết đặc sắc hơn, thì mình dùng hình ảnh nè. Dùng hình ảnh nha. Đó, ví dụ như hình ảnh đầu tàu mà chị vừa mới nêu lúc trước ấy ạ. Thì chúng mình sẽ có một câu như thế này. Đó là khi đám đông như một đầu tàu là một toa tàu nhỏ. Đầu tàu dẫn lối cho toàn bộ các toa phía sau. Thế còn đám đông như thế nào ạ? Đám đông điều hướng động, điều hướng hành động cho các cá nhân ở trong đó, hoặc là cho các cá nhân nằm trong đó. Được không? Ok chưa? Đây, ở đây nhá. Về mặt hình ảnh chúng mình nghĩ ra được. Thế nhưng chúng mình còn phải quan tâm tới việc mình viết cụ thể như nào. Và nếu như các bạn để ý thì trong cái đoạn văn này chị thường xuyên sử dụng biện pháp điệp. Biện pháp điệp. Điệp trong vòng một câu, điệp trong vòng nhiều câu văn khác nhau. Tạo ra một cái lối văn mà nó nhịp nhàng các bạn ạ. Tội gì chúng mình không dùng. Ví dụ ở trong câu chị vừa mới viết nhá. Đó là khi đám đông như một đầu tàu và mỗi cá nhân là một toa tàu nhỏ. Vế điệp thứ nhất này. Đầu tàu dẫn lối cho toàn bộ các toa phía sau. Đám đông điều hướng hành động cho các cá nhân nằm trong đó. Ý thứ nhất,
thì chỉ tập trung vào hình ảnh. Ý thứ hai là nêu về vấn đề. Và chính nhờ cái cấu trúc điệp như thế nó tạo ra một cái sự song hành, một cái sự đối xứng giữa hai vế để người ta hiểu được. Nếu như bạn ví đám đông như một đầu tàu thì đầu tàu dẫn lối cho các toa phía sau, cũng giống như đám đông điều hướng cho hành động của các cá nhân nằm trong đó. Đấy, đúng không ạ? Nên là nghĩ ra được hình ảnh là một chuyện, nhưng mà diễn đạt nó như thế nào để cái hình ảnh đó nó tạo được điểm nhấn trong đoạn văn của chúng ta lại là một câu chuyện khác nha. Bởi chị thấy vừa rồi có rất nhiều bạn đã dùng hình ảnh này, nhưng mà không có nhiều đoạn văn viết một cách hiệu quả cái hình ảnh này đâu. Hay có bạn dùng hình ảnh khác nhưng không khai thác được kỹ cái hình ảnh đấy. Thì có một lưu ý chung là khi mà em viết hình ảnh ấy, làm sao em phải chỉ ra được mối quan hệ giữa cái cơ chế, giữa cái đặc điểm của cái hình ảnh đó với cả vấn đề mà em đang viết. Ở đây nếu như chúng mình chỉ viết là đám đông giống như một đầu tàu và mỗi cá nhân là một toa tàu nhỏ, như thế thì người ta chưa hiểu là tư duy đám đông nó ảnh hưởng gì. Chúng mình cần phải giải thích rõ, bởi vì cái cơ chế ở đây là đầu tàu đi như thế nào thì các toa sau là cứ thế đi theo, chứ các toa sau là không có cái hướng đi khác với đầu tàu được. Thì giống với cả tư duy đám đông là đám đông làm như thế nào thì những người trong cái đám đông đấy là cứ thế làm theo, không khác đi. Đúng chưa? Đấy, thì mình phải chỉ rõ cái cơ chế đấy thì cái hình ảnh của chúng ta nó mới phát huy được tác dụng, nó mới giúp cụ thể hóa được nội dung chúng ta đang viết. Còn nếu như hình ảnh mà không làm cụ thể hóa được nội dung chúng ta đang viết thì hình ảnh đó nó không có tác dụng rồi. Nó thêm vào khiến cho bài văn của chúng ta lại càng mơ hồ hơn nữa cơ. Em nha. Đó, rồi như vừa rồi chị có nêu là phần biểu hiện làm sao đưa ra được cả thêm những cái hiện tượng trào lưu của cuộc sống hôm nay nữa. Thì ví dụ viết đến đây rồi thì chị sẽ đưa ra những cái hiện tượng trào lưu như thế này. Không phải là một cái phần bằng chứng, nhưng nó mang tính gần gũi với cả người đọc. Ví dụ chị sẽ viết tiếp như: khi một tập thể mà bạn tham gia cần đưa ra lựa chọn trước một điều gì đó, bạn không quan tâm nhiều đến mặt lợi và hại của các lựa chọn bằng việc phần đông người khác trong tập thể lựa chọn như thế nào. Hay khi mà có một vấn đề được thảo luận trên mạng xã hội, điều mà bạn quan tâm không phải là tự nhìn nhận đánh giá để có quan điểm riêng, mà thay vào đó, bạn đọc thật nhiều bình luận để xem mọi người có hướng đi như nào và bạn suy nghĩ theo, bạn làm theo. Hay trước một món đồ bạn muốn mua, thay vì việc xem xét đến công năng, giá thành của sản phẩm, thì điều mà bạn quan tâm hơn cả lại là những đánh giá từ những người dùng trước. Như vậy, bạn đã và đang hành xử theo tư duy đám đông. Được chưa ạ? Đó, em nhá. Thì đấy chính là một cái phần ví dụ để cụ thể hóa cho việc là khi mà chúng mình viết cái phần bàn luận về biểu hiện của vấn đề thì viết làm sao để đúng và đủ ý, và viết làm sao để hay, đặc sắc và mới mẻ. Thì chị đã hướng dẫn chúng mình ở trong buổi học ngày hôm nay rồi đấy. Còn một cái phần nữa trong phần bàn luận cũng rất quan trọng, đấy là phần bàn luận về ý nghĩa, vai trò. Thì chị sẽ gặp lại chúng mình ở trong khóa học luyện viết chuyên sâu về văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học để hướng dẫn kỹ cho chúng ta các em nha. Còn trong khuôn khổ của cái buổi workshop ngày hôm nay, chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu về cấu trúc của phần thân bài của bài văn nghị luận xã hội này, cấu trúc của một phần bàn luận như thế nào để linh hoạt giữa các dạng đề. Đặc biệt, chúng mình đã học kỹ về cách bàn luận về biểu hiện của một vấn đề, làm như thế nào để đủ ý, làm như thế nào để có cái sự mới mẻ trong hệ thống ý của mình, làm như thế nào để diễn đạt đúng về phần biểu hiện, làm như thế nào để có thể đưa ra các hình ảnh hay ở trong phần biểu hiện của chúng mình. Thì mong rằng là với những cái nội dung của buổi học ngày hôm nay đã giúp cho các em có thêm được những ý tưởng hữu ích trong quá trình viết văn nghị luận xã hội của chúng mình. Cũng mong là đã có thể giải đáp được phần nào những cái khúc mắc của các em trong quá trình viết văn nghị luận xã hội. Kiểu gì chúng mình cũng sẽ thi vào nghị luận xã hội, không đoạn văn thì bài văn. Đây sẽ là cái dạng văn mà sẽ còn theo chúng ta không những là những năm tháng cấp 3, mà sau này lên đại học, sau này chúng mình có những cái công việc của mình thì cái tư duy trong nghị luận xã hội sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều đấy. Đó, nên đối với cái khóa học viết mà sẽ khai giảng vào ngày mai các em ạ,
nha. Thì chị rất rất mong là những bạn mà đã chăm chỉ tham gia cái buổi workshop ngày hôm nay đã cất công thực hiện những cái nhiệm vụ để chúng mình được sửa về cách viết, để chúng mình được hiểu hơn về những cái phương pháp này, thì các bạn cũng sẽ đồng hành cùng với học văn chị Hiên trong khóa học luyện viết chuyên sâu nghị luận xã hội và nghị luận văn học này nhé. Để chúng mình sẽ còn có nhiều cơ hội thực hành thêm nhiều những phương pháp nữa các bạn nha. Học kỹ, học sâu, học đến đâu, có ví dụ và thực hành đến đó. Thì chị tin rằng điều đó sẽ giúp cho các em có thể làm chủ được bài viết của mình và cải thiện được kỹ năng viết của chúng ta trong một thời gian không quá dài các bạn nha. Thì đây sẽ là cái phần quà mà chị thay mặt cho các bạn, thay mặt cho team học văn chị Hiên dành tặng cho các em đã tham gia buổi ngày hôm nay. Đó là ưu đãi học phí của khóa học luyện viết chuyên sâu này giảm chỉ còn 599k, và nếu như chúng mình đăng ký trong hôm nay thì sẽ được tặng kèm thêm cuốn sổ tay 150 cộng công thức viết nghị luận xã hội nữa. Quà tặng kèm luôn nha các bạn nha. Nếu như chúng mình đăng ký trong ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 11, bởi vì là ngày mai là khóa khai giảng rồi, nên là sẽ sớm đóng cái form đăng ký thôi. Nên mong là các em vừa có thể kịp đăng ký tham gia khóa này, vừa được nhận ưu đãi học phí, vừa được tặng cái cuốn sổ tay công thức các bạn nhé. Được không ạ? Và cách đăng ký thì các bạn có thể nhắn tin về cho học văn chị Hiên, hoặc là các em nhắn cho nick Zalo ở trong cái nhóm Zalo để các bạn tham gia cái workshop này ý. Đấy, các em có thể nhắn cho học văn chị Hiên để đăng ký ngay trong hôm nay để được nhận cái ưu đãi này nhá. Đây là ưu đãi vừa được giảm học phí và vừa được tặng kèm sổ tay công thức nha. Thì trong cái khóa luyện viết văn nghị luận chuyên sâu này là chúng mình sẽ học cả nghị luận xã hội, cả nghị luận văn học. Đó, rồi cả dạng đoạn văn và cả dạng bài văn của tất cả những dạng đề lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Có 20 buổi học các em ạ. Mình học qua Zoom, tương tự như thế này. Tương tự như cách học ngày hôm nay, các em đã trải nghiệm rồi đấy. Đấy, thì bạn nào cảm thấy là mình cần phải học thật kỹ như vậy, cần phải có nhiều những cái sự thực hành, cần phải có được những cái lưu ý rút ra trong quá trình viết như vậy, thì các bạn đừng quên là tham khảo thông tin về cái khóa luyện viết chuyên sâu này nhá. Khóa này thì mở duy nhất, mỗi năm chỉ mở duy nhất một lần thôi. Đấy, nên là các em có thể tham khảo để mình đăng ký kịp nha. Nếu như mà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Chị và học văn chị Hiên rất là mong muốn được đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa này. Không biết là những bạn ở đây thì có bạn nào là chúng mình đã hoàn thiện cái việc đăng ký khóa học này chưa ạ? Chị nghĩ là có đấy. Chị nghĩ là có. À, nhưng chúng mình đăng ký tháng trước là chúng mình được ưu đãi học phí cũng sâu mà, đúng không? Rồi, chị rất là cảm ơn các bạn khi có những bạn chia sẻ về mong muốn là học tiếp tục, học sâu hơn, học tiếp những cái nội dung của buổi ngày hôm nay. Nhưng mà thời lượng thì lại không cho phép. Chị cũng rất là xin lỗi các em, bởi vì nếu như mà chị có thể gọi là gõ trước hoặc là chuẩn bị trước những cái nội dung thì tốc độ của buổi ngày hôm nay có thể sẽ được nhanh hơn một chút. Trời ơi, đấy, phí không? Càng đăng ký sớm thì mình sẽ càng được ưu đãi nhiều học phí nha. Khóa luyện viết này thì mình sẽ học qua Zoom vào thứ hai, thứ bảy hàng tuần, nhưng mà mình có video ghi lại. Và sẽ cái video đấy, cái bộ video đấy sẽ được giữ lại trong một khoảng thời gian dài đấy, chứ không phải là sẽ xóa ngay đâu, để các bạn có thể phục vụ cho những cái kỳ thi định kỳ ở trên trường, trên lớp của chúng ta nữa. Đấy, nên gọi là 20 buổi, nhưng mà cái thời lượng mình sử dụng được cái khóa học đó, mình theo học được khóa học đó là sẽ rất lâu đấy. Rồi những bạn nào mà chúng mình học lớp 10, lớp 11 thì những kiến thức đó là cứ theo chúng mình lên lớp 12 luôn, đúng không? Lên những cái lớp cuối cấp rồi trong những kỳ thi quan trọng luôn. Rồi, vậy thì chúng mình thống nhất như thế này nhá. Thứ nhất này, đó là những cái nội dung của buổi ngày hôm nay, bao gồm video này, bao gồm tài liệu này, và bao gồm cả cái phần chấm chữa của văn chị Hiên đối với những bài mà các bạn đã làm. Thì chị sẽ gửi lại thông tin chi tiết về cách thức nhận cho các bạn ở trong nhóm Zalo. Hoặc là nếu như mà bạn nào không trong nhóm Zalo thì các em có thể là nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên để các anh chị sẽ hướng dẫn các em nhé. Được không ạ? Thứ hai là trong ngày hôm nay
Trong ngày hôm nay khi mà chúng mình đăng ký khóa luyện viết thì các bạn sẽ được ưu đãi học phí giảm xuống còn 599k và được tặng kèm thêm một cuốn sổ tay hơn 150 công thức viết nghị luận xã hội. Đó, đấy là hai cái thông tin mà chị muốn nhấn mạnh cho cái phần cuối của buổi học ngày hôm nay. Còn tất nhiên, buổi ngày hôm nay các bạn cũng đã cho chị thêm một cái bài học nữa về việc đồng hành cùng với các bạn trong quá trình học kỹ năng viết. Thực sự là khi mà hướng dẫn các em ở trong chương trình mới này, chị và team học văn chị Hiên đã có những cái bước mà chị tự nhận thấy là mình đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cái phương pháp giảng dạy cho các bạn. Khi mà hiểu được những cái khó khăn, chỉ khi đồng hành với các bạn và thấy được những cái khó khăn của các bạn và cũng ở trong cái hoàn cảnh như thế để tìm ra cái lối đi cho mình, thì khi mà xây dựng những cái khóa học và đưa vào những cái phương pháp, những cái cách viết thì các em cứ hình dung là các chị cũng là các em cũng trải qua những khó khăn như thế, chỉ là bây giờ đã có được hướng đi và mong muốn là chia sẻ để các bạn cũng có thể tự tìm ra được hướng đi cho mình, tự có được những cái giải pháp để khắc phục được những khó khăn của bản thân trong quá trình học viết. Đấy, thế nên là rất là cảm ơn các bạn vì những buổi như thế này, vì sự đồng hành của các em với học văn chị Hiên, và nếu như may mắn hơn nữa, có duyên hơn nữa, chúng mình lại được đồng hành cùng với nhau ở trong một khóa học kéo dài khoảng 20 buổi, thì chị tin rằng là những kết quả mà chúng mình đạt được sẽ không chỉ là có kiến thức, không chỉ là có kỹ năng viết, mà sẽ còn là những cái sự trưởng thành của bản thân trong tư duy, trong nhận thức và trong các mối quan hệ nữa, được không nào? Thế nên là hẹn gặp lại các em ở trong khóa học kỹ năng viết các bạn nha. Khóa học ngày mai khai giảng rồi, nên là biết đâu ngày mai chị lại được gặp lại các bạn ở trong buổi workshop ngày hôm nay thì sao? Nên cùng hy vọng về điều đó nhá. Còn bây giờ thì buổi workshop ngày hôm nay, buổi học thử ngày hôm nay kết thúc tại đây. Rất cảm ơn sự có mặt của các em và rất mong được gặp lại các bạn ở trong các khóa học của Văn Chị Hiên nhé. Tạm biệt các em. Bye bye. Rồi chị tạm biệt Minh Ngọc, tạm biệt Hà Trang nha. Chị tạm biệt bạn Như Quỳnh. Chị tạm biệt bạn Bảo Ngọc nhá. Tạm biệt Thanh Thư. Tạm biệt bạn nhỏ ước được 9 cộng văn. Chúc cho điều ước của em sẽ sớm thành hiện thực và sẽ trở thành hiện thực trong những kỳ thi quan trọng của mình nhá. Rồi chị tạm biệt Ngọc Ánh, tạm biệt bạn Tân Huyền nha. Tạm biệt Mỹ Duyên, tạm biệt Anh Tú, tạm biệt các em. Tài liệu của buổi ngày hôm nay cũng sẽ được gửi lại các bạn. Cách thức nhận thì chị sẽ hướng dẫn kỹ ở trong nhóm Zalo, hoặc là các bạn có thể nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên để nắm được cách thức nhận tài liệu nhé. Để chị sắp xếp lại một chút và biên soạn lại đầy đủ hơn một chút rồi sẽ gửi lại cho các em nha. Rồi, chị tạm biệt Oanh nhá, tạm biệt các bạn, tạm biệt các em. Cứ có bất cứ thắc mắc gì thì các bạn cứ nhắn về cho học văn chị Hiên là sẽ được hướng dẫn nha. Rồi, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các em nhé. Bye bye.